Võ Thần Chúa Tể Thuyết Minh tập 1799 Sát không thần tôn mắt nhìn tần trần, cũng không bởi vì đảng ma thần tôn nói mà có chút ba động. Cái thế thiên kiêu Trong lòng hắn bình tĩnh cười một tiếng, thân làm ám u phủ cựu thần, chân chính cự đầu nhân vật, luân hồi mệnh kiếp cảnh đỉnh phong cao thủ, sát không thần tôn cái gì thiên kiêu chưa thấy qua. Ám u phủ như vậy địa phương, hàng năm đều sẽ có nhiều vô kể thiên kiêu cường giả bọn họ như cá giết sang sông, bách khả tranh lưu, nhưng chân chính có thể đi tới sau cùng, cho dù thành tựu siêu thoát đều là lác đác không có mấy. Với lại, mặc dù là thỉnh thoảng có mấy cái theo bộ phận quật khởi nhân vật, cuối cùng kết quả cũng không không phải là đi vào ám u phủ, trở thành bọn họ ám u phủ bộ hạ một thành viên, tại một ít bộ vị đảm nhiệm chức vị quan trọng thôi. Nhưng cùng tiểu tỷ vị trí so sánh, quả thực một trời một vực tiểu tỷ trong lòng hẳn là chỉ là nhất thời nổi dậy chứ. Sát không thần tôn nói thầm. Bất quá, tuy là hắn nghĩ như vậy, nhưng nói vẫn phải nói, ngẫm lại, hắn nhìn về đảng ma thần tôn, đảng ma, ngươi theo tiểu tỷ nhiều năm như vậy, hẳn là biết phủ chủ đại nhân đối với tiểu tỷ mong đợi. Phủ chủ đại nhân dưới trướng hắn không có nhi tử, tương lai ám u phủ rất có thể sẽ từ tiểu tỷ nắm giữ tiểu tỷ tương lai phu quân nhất định phải đúng là nam thập tam tinh vực thậm chí vũ trụ hải trong tiếng tâm lừng lẫy nhân vật, như vậy, mới có thể giúp đến tiểu tỷ tốt hơn nắm giữ ám u phủ. Tương lai nếu như tiểu tỷ có thể trở thành là ám u phủ phủ chủ, người đi theo nàng nhiều năm như vậy, cũng biết tiểu thư là cái nhớ bạn của người, người tiền đồ tương lai cũng nhất định quang minh, tương lai người con cháu cũng đem trở thành ta ám u phủ trọng thần, sở dĩ, có. Một số chuyện còn cần ngươi đi giữ cửa, ngàn vạn không thể buông lỏng, ngươi có thể rõ ràng. Sát không thần tôn ngưng trọng nhìn đảng ma thần tôn. Ta. À, đảng ma thần tôn bực nào nhân vật, trong nháy mắt liền biết sát không thần tôn ý tứ, đây là tự trách mình, không có thật tốt đem khống tiểu thư tốt người bên cạnh. Hắn suy nghĩ khoảng khắc, nói, sát không đại nhân, ta biết ý ngươi, nhưng mà tần thiếu hiệp hắn không phải một dạng cái thế thiên kiêu người này thiên tư là đời ta gặp qua chưa bao giờ nghe thấy với lại hắn hành động lão phu cũng hết sức kính nể sở dĩ được cái thế thiên kiêu cái gì cũng không tất nhắc lại hắn nhàn nhạt nói thiên hạ này bản tọa gặp qua đồ đạc quá nhiều cái gọi là cái thế thiên kiêu là đều không hiếm lạ bối cảnh mới là một người cường đại nhất bài không có bối cảnh cường thịnh trở lại thiên phú cũng bất quá là thay người làm thuê mà thôi sát không thần tô mắt nhìn tần trần, đảng ma, ta không phải đối với tiểu tử này có thành kiến, mà là người này trước tại quy khư bí cảnh trong bị hắc ám nhất tộc siêu thoát truy sát, hắc ám nhất tộc tại vũ trụ hải trong mặc dù cũng không tính yếu, nhưng không phải là cái gì cao nhất đại thế lực. Thấy rõ người này sau lưng tất nhiên cũng sẽ không có cái gì đại bối cảnh, nếu như thế, vậy hắn thiên tư cao hơn nữa thì có ích lợi gì? chỉ là đột phá siêu thoát cảnh giới lại để cho hắn hao hết cả đời tiềm lực. Không phải, sát không đại nhân, tần thiếu hiệp hắn. Đảng ma thần tôn còn muốn giải thích. Sát không thần tôn trực tiếp khoát tay, được, đều không nói, bản tọa cũng không nhiều khuyên ngươi. Nếu như tiểu tử này rõ ràng bản thân tình cảnh, chủ động rời tiểu tỷ xa một chút vậy tốt nhất, nếu không đợi đến ám u phủ, đến lúc đó xui xẻo chỉ sẽ là chính bản thân hắn mà thôi. Dứt lời, sát không thần tôn tiếp tục tại đi trước dẫn đường. Nhìn sát không thần tôn bóng lưng, đảng ma thần tôn đau khổ cười một tiếng. Sát không thần tôn hiển nhiên là đem tần trần làm thành bình thường thiên kiêu, đảng ma thần tôn thừa nhận, bình thường thiên kiêu tại ám u phủ trong xác định rất nhiều, nhưng cho tới bây giờ, đảng ma thần tôn cho tới bây giờ chưa từng thấy lấy nửa bước siêu thoát tu vi có thể tru diệt siêu thoát cường giả thiên kiêu. Đừng nói ám u phủ không có, toàn bộ nam thập tam tinh vực hắn đều chưa nghe nói qua. Căn bản đã không phải thiên kiêu, mà là yêu nghiệt. Ma lão, ban nảy sát không thúc thúc tìm ngươi nói cái gì. Trở lại phía sau, phương mộ lăng hiếu kỳ hỏi. Không có gì. Đảng ma thần tôn cười cười, sau đó nhìn về phía tầng trần, tầng thiếu hiệp, tiểu thư nhà ta rất ít cùng ngoại nhân tiếp xúc, hành động tương đối là đơn thuần, ngươi sau đó nhưng phải đối với nàng tốt một chút, đừng để cho người ức hiếp đến nàng, yên tâm, lão nô ta ủng hộ các ngươi. Tần trần mặt sửng sốt. Ma lão, ngươi nói cái gì đó? Phương mộ lăng mặt thì cấp tốc đỏ lên, tựa như một quả chín mùi quả táo. Ha ha ha, không có gì, không có gì. Ma lão cười ha ha một tiếng. Đoàn người tiếp tục bay đi, tại sát không thần tôn dưới sự dẫn dắt, rất nhiều hư không bị hắn không ngừng gấp đoạn sát không thần tôn thân làm uy tín lâu năm siêu thoát cường giả, tại không gian đạo tắc trên tự nhiên có bản thân độc đáo lĩnh ngộ, trên thực tế, siêu thoát cường giả thọ nguyên cơ hồ vô tận, cũng đã nhảy ra bình thường vũ trụ chi lực trói buộc, có thể có đại đem thời gian đặt ở đạo tắc cảm ngộ trên. Có thể nói, từng cái siêu thoát cường giả đều trong tay nắm giữ rất nhiều quy tắc thần thông, tuyệt không phải tùy tiện. Bất quá khi nhìn đến sát không thần tôn không gian đạo tắc sau, Tần Trần mới biết mình tại quy khư bí cảnh trong chiếm được không gian bản nguyên rốt cuộc có bao nhiêu đáng sợ. Mặc dù là sát không thần tôn như vậy nhất trọng luân hồi mệnh kiếp cảnh đỉnh phong siêu thoát cường giả, tại không gian nhất đạo nắm giữ so với bản thân nhận được không gian bản nguyên, cũng bất quá là gia lông mà thôi. Ám u phủ cương vực vô cùng bao la. Cho dù một vị nhất trọng đỉnh phong siêu thoát cường giả đều cần dùng tới 7 ngày thời gian mới có thể chạy tới, trên thực tế, lấy sát không thần tôn tại ám u phủ vị trí, có thể không kiên nể gì cả xuyên qua hư không, không cần kiên kỵ ám u phủ cảnh nội bất kỳ thế lực nào cùng hiểm cảnh, bằng không đổi lại cường giả đến, tiêu hao thời gian sợ là cần bao nhiêu không chỉ gấp mấy lần. Bảy ngày sau đó, bạch, sát không thần tôn thân ảnh lóe lên, mang theo mọi người trong nháy mắt xuất hiện ở một tòa nguy nga phía trên tòa thành lớn. Ám U phủ cũng không chỉ một tòa cung điện đơn giản như vậy, mà là một tòa huyền phù tại trong hư không tối tâm thật lớn thành trì, hắn liền huyền phù tại vô tận hắc trong ám vũ trụ, lớn như ngôi sao. Tại Ám U phủ ở ngoài, trải rộng từng đạo mênh mông trận pháp, đây là Ám U phủ thủ hộ đại trận, hơn nữa, ở nơi này Ám U phủ bốn phía, còn có từng đạo khủng bố ám u chi lực, này ám u chi lực cực kỳ đặc thù, người thường nếu như tiếp xúc được một chút liền khó có thể chịu đựng tiếp cận ám u phủ cảm thụ được bốn phía ám u chi lực tầng trần không khỏi lộ ra vẻ kinh ngạc di này ám u chi lực cư nhiên cùng ta năm đó ở u minh tinh hà trong câu được ám la thiên lực có chút tương tự ám la thiên thạch bi mặc dù là bản thân theo u minh tinh hà trong đoạt được nhưng rất rõ ràng tuyệt không phải sơ thủy vũ trụ vật mà là đến từ vũ trụ hải chẳng lẽ là cùng này ám u phủ có một ít liên hệ trong lòng trầm tư ở giữa tần trần mấy người đã đi tới ám u phủ ngoài cửa thành chỉ thấy ám u phủ ngoài cửa thành có vài tên khí thế bất phàm hộ vệ vậy mà đều là đỉnh phong chí tôn tu vi chẳng lẽ người gác cửa đều đã như vậy quyển sao này vài tên khí thế bất phàm hộ vệ nhìn người tới đang chuẩn bị tiến lên thăm dò thấy rõ ràng đến người mọi người đều đứng lên đi quỳ làm cái gì không đợi sát không thần tôn mở miệng phương mộ lăng chính là cười nói vâng đám hộ vệ này vội vàng đứng lên vui vẻ nói đại tiểu thư ngươi cuối cùng trở về thật sự là quá tốt lần này chúng ta khả năng liền yên tâm vài tên hộ vệ vẽ hơn phấn tình cảm bộc lộ trong lời nói phương mộ lăng cười nói để cho mọi người lo lắng bất quá các ngươi là làm sao nhận ra ta tới đây không phải là có ma lão tại. Có thể để cho ma lão ở một bên cùng đi, trừ đại tiểu thư ngươi còn có thể là ai?" Vài tên hộ vệ cười nói. "Được, đều nghiêm túc thủ vệ đi, không thể buông lỏng." Lúc này sát không thần tôn nhàn nhạt nhìn mấy người một cái, mấy người tức khắc thu lại nụ cười không nói lời nào, bất quá nhãn thần trong mừng rỡ thần sắc là thế nào cũng không che giấu được. Tần Trần kinh ngạc mắt nhìn Phương Mộ Lăng, nghĩ không ra nàng ở nơi này ám u phủ trong cư nhiên như vậy bị người yêu quý. Đi thôi. Sát không thần tôn nhàn nhạt lời nói, sau đó mang theo tầng trần đám người tiến vào ám u phủ trong. Đợi đến tầng trần bọn họ đều rời khỏi thời gian, đám hộ vệ này mới triệt để trầm tĩnh lại, kích động nói, ta liền nói, đại tiểu thư các nhân thiên tướng, chắc chắn sẽ không có việc gì. Hát bạc thế gia cùng hắc ám nhất tộc còn muốn xuống tay với đại tiểu thư, rõ là không biết sống chết, chờ sau này gặp phải này năm sau mỗi cái thế lực người, lão tử không phải cùng bọn họ làm hơn một trận không thể. Liền ngươi, sợ là còn phải luyện trước mấy vạn năm. Một bên đồng đội cười nói. Hừ, cùng lắm liều mạng cùng bọn họ đánh một trận tự chiến. Người nọ hừ lạnh nói. Đúng các ngươi thấy phương mộ lăng tiểu tỷ bên cạnh người nọ sao? Chẳng lẽ người nọ chính là tại quy khư bí cảnh trong đưa tới hắc ám nhất tộc tên tiểu tử kia? Cư nhiên cùng phương mộ lăng tiểu tử áp sát như thế. Di, ngươi vừa nói như thế, ta cũng cảm thấy kỳ quái, phương mộ lăng tiểu tỷ luôn luôn không thích nam nhân tới gần, cư nhiên cùng tiểu tử kia như vậy tiếp cận, chẳng lẽ? Mấy người liếc nhau, đều là lộ ra vẻ khiếp sợ lúc này, tần trần đám người đã tiến vào ám u phủ trong đi vào thành trì, tần trần lúc này mới phát hiện toàn bộ thành trì khổng lồ, trong có vô tận không gian chiết điệp to lớn cao chót vót, không chỉ là một cái tinh cầu, càng là một mảnh thế giới vô tận ám u phủ thống trị tòa thành lớn này. tại ở giữa tòa thành lớn có liên tiếp liên miên cung điện đều là thành màu đen như mực, tại ánh mặt trời chiếu xuống như sâm la điện ở nơi này kéo dài cung điện bốn phía, còn có từng mảnh một cấm chế, tại sát không thần tôn dưới sự hướng dẫn, mấy người không trở ngại, trong nháy mắt đi tới cung điện hạch tâm chi địa. Bái kiến đại tiểu thư, bái kiến sát không thần tôn đại nhân. Dọc đường, chỉ cần là trong cung điện người nhìn thấy tầng trần một nhóm, đều là ào ào hành lễ. Rất nhanh, sát không thần tôn liền đem tầng trần cùng linh lung thần nữ mang tới cung điện một chỗ tiểu viện người đến. Sát không thần tôn mở miệng. Dứt lời, bỗng nhiên nhất đạo như quỷ mị thân ảnh xuất hiện tại sát không thần tôn bên cạnh, là một cái ông lão mặc áo đen, râu tóc xám trắng, tuổi già sức yếu, dường như không có bao nhiêu tuế nguyệt có thể sống, con người vẫn đục, tựa như gần đất xa trời một dạng. Lý quản sự, người mang hai vị này trước tiên tìm một nơi an trí cho tốt, ta mang tiểu tỷ cùng ma lão yết kiến phủ chủ đại nhân đi. Sát không thần tôn nhàn nhạt nói. Vâng, sát không thần tôn đại nhân. Ông lão mặc áo đen cung kính hành lễ, mặt mũi nhăn nheo, hơi hơi không người, bất quá, tầng trần hướng về phía lão đầu tử cũng không có xem thường, bởi vì hắn theo trên người lão giả này mơ hồ cảm thụ được một cổ bất phàm khí tức, dường như có lực lượng gì ẩn núp một dạng. Siêu thoát Này không ngờ là một cái siêu thoát cường giả này ám u phủ siêu thoát nhiều như vậy sao? Bất quá, người này cho người ta cảm giác gần giống như như ánh nến trong gió, như là sinh mệnh đi tới sau cùng một đoạn, bản nguyên yếu ớt. Nhưng dù vậy, Tần Trần cũng có một loại cảm giác, một khi đối phương chân chính bạo phát, thiêu đốt bản nguyên, tuyệt đối có thể trở thành một cái làm người ta kiên kỵ điên. Tần Trần mỉm cười, lão bá, xưng hô như thế nào? Không dám, lão nô họ lý, là trong phủ một cái quản việc vặt vảnh, thiếu hiệp có thể xưng lão nô lý quản sự. Ông lão mặc áo đen nói, thần sắc trong lộ ra khiêm tốn vô cùng. Tần Trần, lý lão là ta ám u phủ quản gia, liên tục đi theo phụ hoàng làm, ngươi yên tâm, hắn khẳng định an bài cho ngươi thỏa đáng. Phương Mộ Lăng đối với Tần Trần cười nói. Còn có Linh Lung tỷ tỷ, người cũng Tần Trần theo ta ám u phủ ở lại, ta ám u phủ có thật nhiều chơi thật khá địa phương, quay đầu ta mang các ngươi cố gắng đi dạo một chút. Phương mộ lăng vô cùng nhiệt tình, sau cùng quay đầu nhìn về phía ông lão mặc áo đen, lý lão, tần trần là ta ân nhân cứu mạng, linh lung tỷ tỷ cũng là bạn thân ta, ngươi có thể muôn ngàn lần không thể chậm trễ, bằng không ta lại sẽ là sinh khí. Ông lão mặc áo đen vẫn đục con mắt vô cùng kinh ngạc mắt nhìn tần trần, cười nói, tiểu tỷ nói giỡn, lão nô là tuyệt đối không dám thờ ơ bằng hữu ngài hì hì ta cũng biết lý lão ngươi không thế phương mộ lăng cười nói được đại tiểu thư nên đi thấy phủ chủ sát không thần tôn từ tốn nói dứt lời hắn lúc này xoay người rời đi tần trần ta lập tức sẽ trở lại chờ ta nha phương mộ lăng đối về tần trần dùng sức phất tay một cái sau đó vội vàng theo sau lý lão tần thiếu hiệp chính là ta và tiểu tỷ ân nhân cứu mạng xin thỉnh nhiều hơn chăm sóc đảng ma thần tôn trước khi đi cũng hướng ông lão mặc áo đen nói lúc này mới đuổi theo phương mộ lăn cước bộ ông lão mặc áo đen ảm đạm ánh mắt trong lần thứ hai lướt qua một chút tinh mang một chút tinh mang thoáng qua vừa lúc bị tần trần bắt được trong nháy mắt tần trần giống như thấy một đầu ngủ say hùng sư trong nháy mắt thức tỉnh một dạng cho người ta một loại mạnh mẽ chấn nhiếp nhưng mà, cố khí tức này trong nháy mắt liền biến mất, giống như là ảo giác. Tần Trần hơi nheo mắt lại, nhìn ông lão mặc áo đen, bởi vì hắn biết, ban nãy cái loại cảm giác này tuyệt đối không phải ảo giác. Tần Thiếu Hiệp, Linh Lung tiểu tỷ, thỉnh. Ông lão mặc áo đen cung kính hành lễ, về phía trước khoát tay chặn lại. Lý quản sự. Tần Trần làm vái chào, làm phiền. Không khách khí lý quản sự ha hả cười mời theo lão nô đến lão đầu đi ở phía trước tần trần cùng linh lung thần nữ lại là theo ở phía sau một đường đi lý quản sự liền sẽ cho tần trần làm giới thiệu nơi này là ám u phủ địa phương nào vậy vẫn là ám u phủ người nào cư trú tại ám u phủ trong có các loại bộ môn phân bố rất nhiều cấm chế hơn nữa còn có từng đạo độc lập động tiên bên trong có khác càng khôn đại vô cùng ở chỗ này, ngoại nhân căn bản là không có cách tùy ý đi, một khi va chạm vào cấm chế, hoặc giả bị hộ vệ trong phủ bắn đến, vậy phiền toái. Đồng thời, như sát không thần tôn, đảng ma thần tôn như vậy ám u phủ cường giả, cũng ở tai nơi này mảnh nhỏ phủ đệ quần thể trong, bao gồm ám u phủ trong rất nhiều cao thủ, phủ chủ bộ hạ không ít cường giả cùng con cháu, đều là tại phủ cận cư trú. Nói là một cái phủ đệ, trên thực tế tương đương với một cái nội thành một dạng. Hả? Khi đi đến một chỗ thời điểm, Tần Trần bỗng nhiên dẫm chân xuống, hắn cảm giác được có một cổ vẻ uy nghiêm bao phủ ở trên người hắn, giống như một bả tuyệt thế lợi nhận, muốn đem hắn sinh sinh xuyên thủng một dạng. Một cổ vô hình khí tức trong bóng tối bao phủ lại Tần Trần, để cho hắn nhớ mày. Đây là có địch ý người khóa chặt lại hắn. Bản thân mới tới nơi đây, làm sao sẽ trêu chọc đến địch nhân đây? Tần Trần quay đầu, nhìn về phía chỗ kia. Lão Nô gặp qua tứ phương thiếu chủ. Lúc này, Lý quản sự bỗng nhiên hướng về phía một nơi không lưng hành lễ, ánh mắt lại là tại Tần Trần trên thân chuyển một cái, lộ ra một vẻ kinh ngạc, tự hồ đang kinh hãi Tần Trần cư nhiên cũng có thể nhanh như vậy phát hiện khí tức truyền lại phương hướng. May mắn sao? Nếu như không phải may mắn, người này thần giác cũng quá nhạy cảm. Tứ phương đại ca, còn tưởng rằng tiểu tử này lớn như thế nào đây? Có thể để cho đại tiểu thư coi trọng, hiện tại xem ra cũng không gì hơn cái này, so tứ phương đại ca ngươi kém xa. Đúng vậy, bất quá Lý Long, ngươi cư nhiên cầm người này cùng tứ phương đại ca so sánh, đó cũng quá xem trọng tiểu tử này, tứ phương đại ca thế nhưng ta ám u phủ tiếng tâm lừng lẫy Mỹ Nam Tử cầm người này cùng tứ phương đại ca so, là làm dơ tứ phương đại ca uy danh. Ha ha, cái này ngược lại thật là ta không phải. Mấy đạo tiếng cưới to truyền đến, chỉ thấy từ nơi không xa một chỗ quần thể kiến trúc trong, cấp tốc bay ra một đám kiêu ngạo kiêu ngạo người tuổi trẻ. Những người tuổi trẻ này, từng cái tơ lụa, đeo vàng đeo bạc, trên thân áo bào hình thức phức tạp, có đạo đạo hào quang xoay quanh, điềm lành dũng động, Hiển nhiên đều là đỉnh cấp trọng bảo. Nhìn qua chính là một đám hoàng khố tử đệ. Trong người nói chuyện vừa rơi xuống, liền mặt coi thường nhìn tần trần, rơi xuống linh lung thần nữ trên mặt thời điểm, lại là ánh mắt ngẩn ra, chốc lát lộ ra kinh diễm chi sắc. Mà ở trong đám người này, vây quanh một cái đầu mang kim quang, người mặt kim bào, thân hình thon dài nam tử. Nam tử này khí thế kinh người đôi mắt đang mở hí có từng đạo phù văn màu vàng dũng động, toàn thân dũng động chân long khí, một cái mặt chữ quốc không giận tự uy, nhìn qua chính là trong đám người này đầu lĩnh. Đám người kia hướng về phía lý quản sự khẽ gật đầu, người này mặc dù chỉ là ám u phủ trong quản gia, cũng đi theo ám u phủ chủ nhiều năm lão bột, rất được ám u phủ chủ tín nhiệm, bởi vậy đám người kia cũng cho đối phương một chút thể diện, bằng không nói, người bình thường căn bản vào được đám người kia pháp nhãn. Tần Thiếu Hiệp, mấy vị này chính là ta ám u phủ trong thiếu niên anh kiệt, tứ phương thiếu chủ phụ thân tứ phương thần tôn, chính là năm đó đi theo phủ chủ đại nhân cùng đoạt thiên hạ huynh đệ, tại ta ám u phủ ngồi ở vị trí cao, nắm giữ một phương, mặt khác mấy vị, cũng đều là ta ám u phủ vô số cường giả thống lĩnh con cháu. Lý quản sự hướng về phía Tần Trần giới thiệu một bên linh lung thần nữ nghe vậy âm thầm nghiêm nghị ám u phủ chính là nam thập tam tinh vực trong đỉnh cấp thế lực bộ hạ cương vực vô hạn dù chỉ là ám u phủ trong một người thống lĩnh con cháu tại nam thập tam tinh vực cũng không phải một dạng người có khả năng trêu chọc đám người kia cùng đến đây nhìn thần thái này rõ ràng là muốn tìm tần trần phiền toái a quả nhiên trong một người nhìn về phía tần trần mặt coi thường nói tiểu tử nghe nói trước ngươi tại quy khư bí cảnh trong kém chút hại chết mộ lăng đại tiểu thư, cút ngay ra ám u phủ, không muốn còn có bất kỳ suy tâm vọng tưởng. Không sai, đừng tưởng rằng cùng phương mộ lăng đại tiểu thư có một ít giao lưu, là có thể con cóc leo lên phượng hoàng cành, này ám u phủ không phải ngươi có thể lưu lại địa phương. Đám người kia rất là bá đạo, căn bản không quản tần trần là thế nào nghĩ, đi lên liền một chữ linh lung thần nữ tức khắc khẩn trương nhìn về phía tần trần. Tần trần nhưng lơ đễnh, nhàn nhạt nói, bản thiếu nên đi chỗ nào, không nên đi chỗ nào, không tới phiên các ngươi tới làm chủ. Hắn tới ám u phủ, cũng không phải là vì leo cái gì ám u phủ cao chi, mà là tới muốn làm biện pháp tìm tiêu diêu chí tôn. Ám u phủ chính là nam thập tam tinh vực tiến tâm lừng lẫy địa phương, nếu như tiêu diêu chí tôn cũng ở nam thập tam tinh vực, như vậy ở chỗ này tìm hiểu là phương tiện nhất há lại sẽ bởi vì mấy người nói khiêu khích liền trực tiếp rời khỏi tiểu tử nhìn lại ngươi là thái độ rượu mời không uống uống rượu phạt trước mở miệng nam tử khí sắc u ám cho thấy mạnh mẽ miệt thị cùng chán ghét từng bước đi tới trước trên thân dũng động khí tức kinh khủng ầm uhm. kinh người khí tức xung thiên dẫn động vô biên ngôi sao rung rung dường như muốn từng khỏa lả chả rơi xuống một dạng. Người trẻ tuổi này, tên gọi Lý Long. Chính là Ám U phủ bộ hạ kia mảnh tinh hệ thống lĩnh chi tử, phụ cũng là một tên siêu thoát cao thủ, hắn gia lãnh địa mặc dù tại Ám U phủ bộ hạ khắc tinh hệ, nhưng mà hắn cũng tại Ám U phủ bên trong học tập thiên tư trác tuyệt, hôm nay chính là nửa bước siêu thoát tu vi, thuộc về Ám U phủ trong một cái nhân vật thiên kiêu. Tại Ám U phủ trong trẻ tuổi chia mấy phái hắn là đi theo tứ phương thiếu chủ tự nhiên muốn vì tứ phương thiếu chủ xuất đầu phương mộ lăng thân làm ám u phủ đại tiểu thư là một cái ám u phủ vô số tuổi trẻ hào kiệt truy cầu đối tượng đương nhiên lý long người như vậy là không dám truy cầu nhưng mà hắn nhưng biết tứ phương thiếu chủ một mực truy cầu phương mộ lăng đại tiểu thư sở dĩ liên tục thay tứ phương thiếu chủ bày mưu tính kế nhưng bây giờ hắn được biết phương mộ lăng đại tiểu thư dĩ nhiên cùng một cái ngoại lai tiểu tử đi rất gần, khiến hắn làm sao có thể tiếp thu. Bằng cái gì chứ? Tứ phương thiếu chủ truy cầu đại tiểu thư nhiều năm như vậy, ám u phủ từ trên xuống dưới người nào không biết, đại tiểu thư đều không giả lấy màu sắc, nhưng bây giờ một cái ngoại lai tiểu tử nghe nói cư nhiên cùng đại tiểu thư đi rất gần, này tại sao có thể? Một cái không biết từ nơi nào nhô ra tiểu tử, lại muốn kéo cốc ăn thịt thiên nga tự tìm cái chết đương nhiên hắn cũng chỉ là như thế ngẫm lại tự nhiên không dám tại ám u phủ đem tần trần trực tiếp giết chết dù sao đối phương là đại tiểu thư mang về người cho nên trực tiếp đi lên tiến hành xua đuổi chỉ cần tần trần rời khỏi ám u phủ đến lúc đó tiểu tử này chết ở bên ngoài vậy không có là ảnh hưởng vũ trụ hải trong cường đạo nhiều như vậy chết mỗi cái đem người tính là gì nào ngờ, đối phương dĩ nhiên hoàn toàn không để ý tới bọn họ yêu cầu. "Tiểu tử, ngươi nguyên bản có thể toàn thân trở ra." Lý Long nói, hắn đi nhanh đi về phía trước, nhưng ngươi phải muốn tự rước nhục, vậy cũng không là ai. Hắn căn bản không lưu lại tầng Trần đáp, lấy tay liền hướng tầng Trần chụp tới. Ầm. Uhm. Cùng cuộn nửa bước siêu thoát khí tức dũng động, hóa thành nhất đạo thật lớn màn trời đại thủ trực tiếp nghiền ép hướng tầng trần. Lý Thiếu, xin thỉnh hạ thủ Lưu Tình. Một bóng người màu đen thoáng qua, ngăn ở tầng trần phía trước, đảm nhiệm Lý Long một chưởng đánh tới, đánh ở trên người hắn thời điểm, Lý Long toàn bộ bàn tay đều là rơi vào đi. Đó là Trần Quản Sự, tuy là Lý Long toàn bộ tay đều là rơi vào hắn lồng ngực, nhưng hắn lại tựa hồ như nửa điểm cũng không có ý thức được, giọng điệu cũng không thay đổi chút nào. Tầng trần thấy rõ Trần quản sự ngực đã hóa thành kia mảnh vô hình quy tắc chi lực, Lý Long một chưởng này đánh tới căn bản không có đánh tới thực thể, tự nhiên không có khả năng tạo thành bất cứ thương tổn gì. Lão nhân này tuyệt đối là siêu thoát cảnh. Lý Long nhướng mày, nói: "Lý lão, ngươi vì sao muốn ngăn trở ta?" Phụ thân hắn cũng là siêu thoát cường giả, một phương tinh vực thống lĩnh, nguyên vốn không nên đối với một tên quản gia khách khí như vậy nhưng Lý quản sự không phải bình thường quản gia, theo phủ chủ đại nhân nhiều năm, với lại rất được tín nhiệm, sở dĩ Lý Long cũng không dám quá mức lỗ mãn. Đừng nói là hắn, chính là hắn phụ thân đến, cũng sẽ không đối với Trần quản sự ra lệnh. Lý quản sự mặt không chút thay đổi, Lý thiếu, Tần thiếu hiệp là ta ám u phủ quý khách, lão nô tự bảo hộ quý khách chức trách, xin thỉnh Lý thiếu thứ tội. Nói là thứ tội, nhưng hắn thần sắc cũng rất là bình thản, tựa như một căn không có cảm tình đầu gỗ. Lý Long tức khắc không nói gì, đối phương mang ra đạo lý lớn tới dọa hắn, hắn tự nhiên không cách nào bác bỏ. Lý lão lời ấy sai rồi, chúng ta chỉ là đang ngăn trở có tâm mang quẩy rối người tới gần đại tiểu thư, cũng không phải là nhằm vào ám u phủ quý khách, vả lại người này cũng không phải là cái gì quý khách. Lúc này một người khác cười rộ lên, cầm trong tay một bả ngân phiến. Miễn cười chắp tay nói, xin thỉnh lý lão không nên nhúng tay. Xin thỉnh chư vị thiếu chủ không nên làm khó lão nô. Lý quản sự lộ ra vẻ khổ sở. Mọi người đương nhiên không có khả năng lướt qua lý quản sự hướng Tần Trần xuất thủ, bởi vậy mọi người thấy Tần Trần, dễ cực nói, nam nhân làm, dám làm dám chịu, các hạ để người khác thành suốt đầu, không cảm thấy thể diện. Mấy người tiến lên, quanh, khí tức kinh khủng xung thiên, hung hăng. Hiển nhiên là không đến mục đích không bỏ qua. Kinh người khí tức dưới, linh lung thần nữ sắc mặt trắng nhật. Luận thiên tư, luận tu vi, linh lung thần nữ thật cũng không yếu tại ở trong sân đại đa số, nhưng mà, nơi đây là ám u phủ, lại thêm nhiều người như vậy cùng bức ép tới, dĩ nhiên là để cho linh lung thần nữ trước khí thế trên rơi xuống hạ phong. Linh lung thần nữ điềm đạm đáng yêu thon nhỏ bộ dáng, càng là đưa tới ở đây mọi người hưng phấn ý lý quản sự mắt nhìn tần trần trầm giọng nói tần thiếu hiệp yên tâm ngươi hôm nay là ta ám u phủ khách nhân lão nô sẽ không để cho ngươi thụ thương dứt lời lý quản sự tiến lên một bước ngăn ở tần trần phía trước chư vị xin thỉnh thối lui nếu không lão nô không tốt hướng đại tiểu thư đại giáo tiểu tử chẳng lẽ ngươi thật muốn trốn ở lý lão sau lưng khi cả đời rùa đen rút đầu không sai, liền ngươi cái này đức hạnh, làm sao có thể cùng đại tiểu thư kết giao bằng hữu, nhất định là lừa dối đại tiểu thư. Vị cô nương này, ngươi cũng thấy, người này rõ ràng chính là cái đồ hèn nhát, hạ tất đi theo đối phương nhận hết trào phúng, không bằng theo chúng ta, chẳng phải khoái thay. Một đám người đều là cười lên ha hả. Nghe vậy, tần trần sắc mặt khó coi nói, chư vị cuối cùng muốn như thế nào? Gì? Mọi người thấy Tần Trần lại còn dám mở miệng, ào ào lộ ra vẻ kinh ngạc. Dĩ nhiên là để cho ngươi lăng đi ta ám u phủ. Có người quát lên. Vậy nếu như bản thiếu nếu như nói không thì sao? Các ngươi còn có thể mạnh mẽ đối với bản thiếu động thủ hay sao? Tần Trần hừ lạnh. Ầm. Chuyện này nhất thời đưa tới đám này thiếu chủ trong lòng tức giận, tiểu tử này, tự hồ đang khiêu khích bọn họ à. Tự liền một bên Lý quản sự, cũng là vô cùng kinh ngạc mắt nhìn Tần Trần. Tiểu tử, núp sau lưng Lý lão có gì tài ba, có bản lĩnh đi ra đấu một một. Không sai, rùa đen rút đầu ngay trước có ý gì, có gan liền đi ra đánh một trận, nếu như ngươi có thể tiếp ta một chiêu, bản thiếu chủ liền bội phục ngươi, thế nào, liền một chiêu mà thôi, ngươi không có cũng không dám chứ. Lý Long cười lạnh nói này dĩ nhiên không phải muốn cho Tần Trần nhường, mà là hắn tự tin có thể ở trên mục kích này cho Tần Trần trọng thương, thậm chí oanh sát Tần Trần. Sau đó cho dù phương mộ lăng quái trách hắn cũng nhận, ngược lại lấy hắn gia thế, cùng lắm bị chửi cẩu huyết lâm đầu, huống chi còn có tứ phương thiếu chủ ở sau lưng chống đây. Nếu như hắn thật quanh sát Tần Trần, nói không chừng tứ phương thiếu chủ còn muốn tán thưởng ở hắn. Cả ngươi một chiêu. Tần Trần cố ý nói. Không sai, chính là một chiêu, thế nào, ngươi dám không dám. Lý Long ngạo nghễ nói, bên váo tự đắc. Một chiêu. Tần Trần trầm ngâm một cái, tức khắc để cho Lý Long đám người mở to hai mắt, chờ mong nhìn sang, chẳng lẽ có hy vọng. Chỉ thấy Tần Trần trầm ngâm chốc lát, nói phong nhất chuyển nói. Ta có ích lợi gì sao? Hắc. Tất cả mọi người sững sờ lúc này tiểu tử này còn đang suy nghĩ chỗ tốt. Lý Long tức khắc mừng rỡ trong lòng, vội vàng nói, tự nhiên có, ta ngươi giao thủ, xem như là luận bàn, tự nhiên có điểm tốt, như vậy, ngươi nếu như thắng, ta liền cho ngươi một nghìn trung phẩm vũ trụ tinh, thế nào? Một nghìn trung phẩm vũ trụ tinh, quá ít điểm chứ? Tần Trần lắc đầu nói, cái này đã không ít coi như, một nghìn trung phẩm vũ trụ tinh đổi thành hạ phẩm vũ trụ tinh, đã có 10 vạn. Lý Long liền nói. Một nghìn trung phẩm vũ trụ tinh mặc dù không là một cái số lượng lớn, nhưng là không ít, đủ mua không ít thứ tốt. Các hạ chính là ám u phủ thiên kiêu, vạn nhất một quyền của ta không tiếp nổi, một ngàn trung phẩm vũ trụ tinh sợ là ngay cả nước dược phí cũng không đủ, tính một chút, vẫn là coi như, lý lão, chúng ta đi thôi. Tần Trần nói liền đối với lý quản sự nói, sau đó kế tiếp. Tiếp về phía trước. Đừng à. Lý Long thoáng cái ngăn lại tầng trần, thật vất vả đều tới mức này, làm sao có thể cứ như vậy coi như đây. Tuyệt đối không được. Như vậy, ta lại thêm một gốc cây thần dược thế nào? Nói Lý Long lấy ra một gốc cây toàn thân đen thui, cũng như nhân sâm một dạng thần dược đến, ở nơi này thần dược trên, có lấm tấm hoa văn, bụi cây này thần dược vừa xuất hiện một cổ mùi thuốc nồng nặc liền tản mát đi ra. Tinh không ô tham. Tần Trần kinh ngạc nói. Tần Trần tại phù không đảo mua không ít có đóng vũ trụ hải ngọc giảng. Hôm nay đối với vũ trụ hải trong rất nhiều bảo vật cũng có một chút giải khai. Vật này, đúng là cực hiếm thấy tinh không ô tham. Không sai, chính là tinh không ô tham. Còn có trăm vạn năm dược linh, trực tiếp dùng có thể ngưng luyện tinh không chi lực, cực trân quý, nếu như luyện chế thành đan dược, công hiệu càng là đề thăng gấp trăm lần. Lý Long ngạo nghễ nói, tiếp ta một quyền, có thể được một nghìn trung phẩm vũ trụ tinh, cộng thêm một bụi cây trăm vạn năm tinh không ô tham, như thế nào đây? Bản thiếu chủ cũng đã như vậy thành ý, ngươi dám không dám. Hay là nói, ngươi căn bản cũng không dám, chỉ xứng khi một con rùa đen rút đầu. Tần Trần cố ý lộ ra tức giận chi sắc, cả giận nói, ai nói ta không dám. Vậy tiếp ta một chiêu. Được. Tần Trần giống như chịu không nổi kích, đáp ứng một tiếng. Lý Long mừng rỡ trong lòng, mắt chỗ sâu thì lộ ra vẻ kinh thường, thực sự là ngu xuẩn, hai ba lần liền bị kích bắt phải loạn thần trí, người như thế căn bản không có ý nghĩa hắn chú trọng, cũng không biết đại tiểu thư tại sao dẫn hắn trở về, tùy ý thi cái tính toán là có thể giết chết. Lý quản sự lại là kinh ngạc, theo vừa mới Tần Trần biểu hiện đến xem, hắn rõ ràng là một cái trầm tĩnh người, làm sao có thể dễ dàng như vậy liền bị làm tức giận. Có điểm không đúng. Nói xong, cũng chỉ đón ngươi một chiêu. Tần Trần kéo dài thanh âm, Lý Lão, hỗ trợ nhìn một chút. Hừ, đối phó ngươi, một chiêu đủ. Lý Long ngạo nghễ nói, trong nháy mắt đi tới một bên xa xa chỗ trống, không kịp chờ đợi hô, mau mau qua đến, đừng lãng phí thời gian. Ngươi trước đem mấy thứ cho Lý Lão đảm bảo. Tần Trần nói, cho Lý Long trực tiếp đem đồ đặt ném cho Lý Lão. Tiểu tử này lại còn sợ bản thân quyệt nợ, cùng bị một quyền của mình sau khi đánh chết, nhìn hắn lấy ở đâu mệnh dùng tiền. Tần Thiếu Hiệp tiếp nhận tiền đặt cược. Lý Lão nhìn liền hướng Tần Trần, hình như có ý ngăn cản. Này tiền đặt cược xin thỉnh Lý Lão hỗ trợ đảm bảo cùng bản thiếu thắng tới tay sau, lý lão tự nhiên cũng có chia. tần trần hai mắt tỏa ánh sáng, một bộ thấy tiền mắt thấy bộ dáng, thấy tần trần như vậy lời thề son sắt bộ dáng, lý lão tức khắc mặt không nói gì, không nói nữa. tên ngu ngốc này. lúc này xa xa một đám thiếu chủ chúng thiên kêu lại là cười nhạt. tuy là bọn họ không rõ ràng lắm tần trần thực lực chân chính, nhưng trên người người này mệnh luân cũng không nồng hậu rất hiển nhiên là một người trẻ tuổi. Mà Lý Long tuy là quần áo lụa là một ít, nhưng dầu gì cũng là siêu thoát chi tử, ám u phủ đỉnh cấp thiên kiêu, một thân tu vi đạt đến nửa bước siêu thoát, lại thêm tổ truyền bí pháp, một quyền xuống, một ít uy tín lâu năm cao thủ cũng chưa chắc có thể ngăn cản, tiểu tử này chỉ cần là người tuổi trẻ, thì như thế nào sẽ Lý Long đối thủ đây? Sở dĩ, vòng tỷ thí này, dưới cái nhìn của bọn họ Lý Long là tất thắng trong đám người, linh lung thần nữ thì kinh ngạc nhìn tần trần, nàng rất rõ ràng tần trần thực lực, liền siêu thoát cao thủ cũng có thể lực địch, đừng nói ngăn trở một cái thiên kiêu một chiêu, đến 10 cái cũng chưa chắc là tần thiếu hiệp đối thủ. Tần thiếu hiệp đây là Chuẩn bị âm người Tiểu tử, còn không mau qua đến Lúc này, cách đó không xa trên đất trống Lý Long la lớn Lý Long, cẩn thận đối phương ẩn giấu thực lực giả heo ăn hổ lúc này một giọng nói truyền vào lý long trong tai chính là tứ phương thiếu chủ hắn hiếp mắt nhìn tần trần toàn bộ quá trình cũng không như hắn trẻ tuổi người vậy hưng phấn mà là nhíu mày có vẻ nghi hoặc có thể để cho phương mộ lăng đại tiểu thư nhìn trung niên người tuổi trẻ sẽ loại này thấy tiền sáng mắt người không đúng lắm tứ phương thiếu chủ ngươi yên tâm tốt ta lý long không phải người lỗ mãn ngươi sẽ chờ xem ta như thế nào oanh sát tiểu tử này đi. Lý Long trong bóng tối cười lạnh nói, lòng tin mười phần. Tại mọi người dưới sự thúc giục, Tần Trần thân hình thoát một cái, dĩ nhiên đi tới giữa sân. Xin chỉ giáo. Tần Trần chắp tay, tiên lễ hậu binh. Chỉ giáo ngươi cái đại đầu quỷ, tiểu tử, tiếp ta một chiêu. Lý Long thấy Tần Trần vào sân, gầm lên giận dữ, không kịp chờ đợi chính là phóng lên cao. Ầm. Một cổ khủng bố nửa bước siêu thoát khí tức theo trong thân thể hắn trong nháy mắt phóng lên cao, giống như nhất đạo cùng cuộn tinh khí lan yên, trong nháy mắt rung động tứ phương thiên địa. Ầm ầm. Trong thiên địa có kinh lôi rung động, giống như sấm dậy đất bằng, chỉ thấy lý long quanh thân, từng cái chân long hiện lên, phát ra tiếng gầm, mỗi một đầu chân long đều vô cùng nguy nga tổng cộng ba cái đen kịch cự long trong nháy mắt hội tụ vào một chỗ, tụ vào đến Lý Long hữu quyền trong, ngưng tụ thành một đoàn bất diệt thần uy, hướng về phía tầng trần chính là hung hãn oanh qua đến. Long khiếu cửu thiên Trong tiếng trống giận dữ, trời đất chấn động, Lý Long quanh thân bị vô tận khí tức bao phủ, cả người trong nháy mắt như là hóa thành một cái thần, cao cao tại thượng hướng về phía phía dưới tầng trần đánh ra hắn đòn đánh mạnh nhất là cửu long thần tôn đại nhân bí pháp cửu long thiên khiếu. Đây chính là siêu thoát bí pháp à. Một khi luyện thành, có thể hội tụ thành chính cái chân long, bay lượng chân trời, không thể địch nổi, hôm nay tam long quán trú, nghĩ không ra Lý Long dĩ nhiên cũng đã trong lòng bàn tay một chút tinh túy. Khó trách Lý Long tự tin như vậy, như vậy bí pháp, một khi thi triển, trời long đất lở, cho dù uy tín lâu năm nửa bước siêu thoát cao thủ chịu như vậy công kích, không chết cũng tàn phế. Tiểu tử này xong đời. Chung quanh hắn thiếu chủ các thế Lý Long công kích, từng cái kinh hô thành tiếng, mặt lộ mừng như điên. Lý Long tiểu tử này, ẩn giấu thật sâu. Ha ha. Trên đất trống, Lý Long lại là cười ha ha, một thức này Long khiếu cửu thiên, là hắn trước đó không lâu mới nắm giữ bí pháp, vẫn muốn lúc nào có thể biểu diễn một phen, nghĩ không ra cái này phát huy được tác dụng. Nếu như có thể một quyền đấm chết trước mặt tiểu tử kia, vậy hắn nhưng tại bản thân trong đoàn thể nhỏ nổi danh, sợ là trở thành gần với tứ phương thiếu chủ nhân vật cũng chưa chắc không thể, vị trí đem không người nào có thể rung động. Gào thét. Chân Long gầm thét, khủng bố công kích trong nháy mắt đi tới tầng trần phía trước, yên diệt bốn phía toàn bộ. Không được đối mặt kinh khủng như vậy một kích, tần trần trong con ngươi tức khắc thoát ra một chút hoảng sợ, thần sắc trong nháy mắt biến phải hoảng loạn lên, đồng thời thân hình vội vàng lui lại. Lúc này tần trần, thần sắc kinh hoảng, phản phất tuyệt đối không nghĩ tới Lý Long công kích sẽ mạnh như thế, trong kinh hoảng, hắn vội vàng cắn răng, từng đạo nửa bước siêu thoát khí tức từ trên người hắn dâng lên, hội tụ thành nhất đạo hùng hậu tấm thuẫn, biên cùng ngăn trở ở trước người mình. Di, tiểu tử này cư nhiên cũng là một cái nửa bước siêu thoát. Lúc này, thấy như vậy một màn mọi người không khỏi bừng tỉnh. Khó trách tần trần có như thể can đảm. Bất quá, nửa bước siêu thoát tại địa phương khác còn có chút trọng lượng, nhưng ở ám u phủ tổng bộ nhưng căn bản không tính là cái gì, có thể đi tới nơi này tiến tu chúng thiên kiêu, cái nào không có một chút gia thế, đối với bọn họ mà nói, đạt đến nửa bước siêu thoát là nước chảy thành sông sự tình chỉ có siêu thoát cảnh giới mới là một cái khe này ám u phủ bị bọn họ đánh chết nửa bước siêu thoát cũng không phải một cái hai cái ha 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 tiểu tử bản thiếu chủ long khiếu cửu thiên cũng là ngươi có thể ngăn cản cho bản thiếu đi tìm chết ầm um. kèm theo lý long rít lên một tiếng lý long hữu quyền hung hăng đánh vào tầng trần trước người trên tấm trắng chỉ nghe nhất đạo thật lớn tiếng sấm vang vọng đất trời tầng trần trước người tấm thuẫn phù văn trong nháy mắt bể ra, cả người nhất thời lan. Bái bay rớt ra ngoài. Nếu không phải này ám u phủ trong có khủng bố đại trận bố trí, đưa tới không gian vô cùng kiên cố, chỉ một quyền này, cũng đủ để đem bốn phía trăm vạn dặm hư không trực tiếp oanh bạo. Mà ở tầng trần bay ngược quá trình trong, từng đạo chân long khí càng là giống như từng chui lợi nhận tại tầng trần trên thân cắt qua, muốn đem hắn tại chỗ chia năm xẻ bảy. Thế mà tầng trần bên ngoài thân, từng đạo ánh sáng kim loại phù văn dũng động, cứng trắng đem cổ chân long khí hồng thủy ngăn cản đến. Ẩm Trước mắt bao người, tầng trần thân hình ước chừng bay ngược ra hơn một nghìn trượng, mới rốt cuộc dừng thân hình, hắn vừa mới dừng lại, sau lưng hư không trực tiếp vỡ nát, khí sắc trắng bệt, há mồm tựa như muốn phục lên ra tiên huyết, nhưng hắn miệng miếng một cái, cứng trắng. Sinh sinh nuốt vào Lý thiếu chủ, đa tạ. Tần trần khí sắc lúc thì trắng lúc thì xanh, thật vất vả mới tỉnh hồn lại, lão đảo chắp tay nói. Cái gì? Tiểu tử này dĩ nhiên ngăn trở. Thấy tần trần hoàn hảo không chút tổn hại đứng ở nơi đó, mọi người sắc mặt tức khắc biến phải vô cùng khó coi. Điều này sao có thể chứ? Lý Long ban nảy một quyền kia mạnh như thế, mặc dù là bọn hắn trong mấy người cũng chưa chắc có thể ngăn cản tiểu tử này dĩ nhiên cản được đùa gì thế mà khí sắc khó coi nhất lại là lý long lần này quá mất mặt là thể tu lúc này bọn họ hồi tưởng lại tần trần thân xác dũng động quy tắc lộng lẫy tức khắc hiểu được tần trần lại còn là một tên thể tu thể tu tại vũ trụ hải đây chính là cực ít ỏi tồn tại bởi vì quá trình tu luyện cực kỳ thống khổ người bình thường cũng sẽ đi tu tu vi ai sẽ đi chịu khổ tu luyện thân xác đây? Khó trách có thể ngăn cản Lý Long một kích. Lý quản sự, chúng ta đi thôi. Lúc này Tần Trần lão đảo đi tới Lý quản sự trước người, liền nói. Lý quản sự gật đầu, lúc này sẽ mang Tần Trần rời khỏi. Chậm đã. Lúc này một đạo thân ảnh lóe lên, ngăn lại Tần Trần mấy người. Thế nào, Lý thiếu chủ là thua không dậy nổi sao? tần trần khí sắc trắng bệch, khí tức phù phiếm, lúc này bị Lý Long ngăn lại, tức khắc gắn gượng một hơi nói. Ta, Lý Long ánh mắt hung lệ, nếu như lúc này để cho tiểu tử chạy, vậy hắn chẳng phải là mất mặt lớn. Bất quá, nhìn một bên Lý quản sự, mạnh như hắn chịu đựng xuất thủ kích động, nói, tiểu tử, không nghĩ tới ngươi lại còn là một tên thể tu, không bằng chúng ta một lần nữa. Không được, cái này tràn tử hắn Lý Long nhất định phải tìm trở về, bằng không mất mặt liền ném quá trớn. Vậy không được. Tần Trần lập tức biến sắc, lắc đầu liên tục. Lần này, ta ra lại hai nghìn trung phẩm vũ trụ tinh, cộng thêm một khỏa tinh liên thạch. Lý Long hét lớn. Đồng thời, trong tay hắn xuất hiện một đống trung phẩm vũ trụ tinh cùng với một khỏa toàn thân lộng lẫy tinh thạch. Này tinh thạch vừa xuất hiện, liền nở rộ lộng lẫy hào quang, trong phản phất có từng khỏa ngôi sao đang lóng lánh. Hí! thấy này tràn đầy lộng lẫy hào quang tinh liên thạch, mọi người không khỏi hít một hơi lãnh khí. Tinh liên thạch, chính là vũ trụ hải trong thần thạch, cái gọi là tinh liên, là đem cả một cái tinh hệ tại vũ trụ hải không gian triều tịch dưới, liên tục bị áp súc, cuối cùng, cả một cái tinh hệ bị áp súc thành một khối thần thạch, ẩn chứa vô thượng uy năng. Ngẫm lại xem, đem cả một cái tinh hệ ngưng luyện thành một tảng đá, này là cỡ nào cường đại cùng khó được. Với lại vật này chính là vũ trụ hải tự nhiên không gian triều tịch tạo thành, ẩn chứa vũ trụ hải trong không gian quy tắc cùng lực lượng, có thể nói là đỉnh cấp thần thạch bảo vật. Như vậy một khỏa thần thạch đặt vào ngoại giới, có thể nói là bảo vật vô giá, luận giá trị, đủ để cùng một ít siêu thoát cấp tài liệu so sánh. Hôm nay thành nhầm vào tiểu tử trước mắt này, Lý Long đúng là đem dạng bảo vật đều lấy ra. Đây là dốc hết vốn liếng vi. Tiểu tử, chỉ cần ngươi lần này có thể chống đỡ bản thiếu một chiêu, bản thiếu liền đem này tinh liên thạch giao cho ngươi thế nào? Như vậy thần thạch, giá trị không thể đo lường, trong ẩn chứa vũ trụ hải không gian chi lực, chính là lĩnh hội không gian thần thông thật tốt vật, chính là dùng đến chế tạo thần binh, cũng thuộc về đỉnh cấp tài liệu. Lý Long điên cuồng nói, con mắt đỏ chói hắn là tuyệt đối không thể thua cho tần trần bằng không đời này tại ám u phủ liền không ngóc đầu lên được này tần trần mặc lộ do dự ta lại thêm một nghìn trung phẩm vũ trụ tinh nhìn tần trần dường như muốn cự tuyệt lý long vội vàng giận dữ hết vậy được rồi một chiêu nói xong chỉ là một chiêu tần trần nói liền một chiêu lý long xác nhận nói đôi mắt chỗ sâu thoáng qua vẻ điên cuồng sưu sưu không đợi lý quản sự mở miệng hai người dĩ nhiên lần thứ hai đi tới trên đất trống bắt đầu đi tần trần vừa đến tới liền vội vàng thôi động thần thể từng đạo phù văn sáng chói tại quanh thân hắn xoay quanh một bộ bộ dáng khẩn trương nói xong chỉ có thể ra một chiêu thấy tần trần bộ dáng này mọi người ào ào không nói gì lắc đầu tiểu tử này vì tiền quả thực điên Lý Long người này nhìn như kiêu căng, thực ra tuyệt không lỗ mãn, hắn như vậy chắc định, tất nhiên có hắn tự tin. Gào thét. Này, Lý Long thân hình rung một cái, một trận tiếng gầm vang vọng đất trời, cả người hắn vào giờ khắc này, như là đột nhiên hóa thành một cái chân long một dạng, trong nháy mắt phóng lên cao. Đồng thời, hắn trên thân thể, cuồn cuộn nửa bước siêu thoát lực bốc cháy lên, tạo thành đáng sợ quy tắc chi lực, bao phủ khắp nơi. Ầm. Toàn bộ khắp nơi thiên địa cũng bắt đầu rung động, tạo thành khủng bố dị tượng. Lực lượng bản nguyên, này Lý Long đang thiêu đốt trong cơ thể chân long lực lượng bản nguyên. Hắn điên sao? Lúc này, có người nhìn ra đầu mối, không khỏi kinh hô thành tiếng. Lý Long phụ thân, chính là Ám U phủ Cửu Long thần tôn, Lý Long thân làm Cửu Long thần tôn truyền nhân, tự nhiên cũng có Cửu Long huyết mạch. Mà Cửu Long huyết mạch chính là lý long chỗ đứng căn bản nhưng hắn bây giờ lại trực tiếp bắt đầu thiêu đốt bản thân cửu long huyết mạch phải biết như vậy thiêu đốt huyết mạch sẽ đối với bản thân cửu long bản nguyên tạo thành không thể nghịch chuyển tổn thương nhưng hắn hết lần này tới lần khác làm như thế lý long đây là triệt để động thật nộ tình nguyện ôm tổn thương bản nguyên kết quả cũng muốn chém giết tần trần tiểu tử đi chết đi long khiếu cửu thiên Lý Long gào thét lên tiếng, hướng về phía Tần Trần Thi triển ra trước tất sát tuyệt kỹ. Lần này hắn xuất thủ uy lực càng sâu, trong nháy mắt mạnh đâu chỉ mấy lần, từng cái chân Long Quán trú thiên địa, nếu như không phải có ám u phủ đại trận, cả mảnh trời đều đều phải bị tại chỗ đánh bạo. Trước hắn bị Tần Trần ngăn trở một chiêu sau, lần này hắn thu hồi toàn bộ xem thường, đem Tần Trần làm thành chân chính đối thủ đối với Lý Long như vậy thế gia công tử phía trước, thể diện mới là tối trọng yếu, sở dĩ hắn lần này tuyệt không thể thua. Quanh, hắn vung ra một quyền, rất nhiều chân long gầm thét bay vút lên, tức khắc, không gian phá toái, cũng không ngừng về phía bốn phía khuếch tán, trong nháy mắt liền bao phủ vạn trượng khu vực, cũng còn đang không ngừng đất mở rộng một vẻ. Tần Trần thấy thế, sắc mặt đại biến, hai tay hắn nằm ngang ở trước ngực, Từng đạo phù văn sáng chói liên tục theo trong thân thể hắn toát ra, những phù văn này tại tầng trần quanh thân tạo thành từng đạo lộng lẫy hào quang, cản ở trước người. Quanh một tiếng, công kích đáng sợ hàng lâm, tầng trần tức khắc bị đánh trước mặt, thân hình đánh bay đi, như một đạn pháo. Thế mà, Lý Long, Lý Quảng sự, tứ phương thiếu chủ đám người nhưng đồng thời lộ ra vẻ khiếp sợ. Bởi vì tầng trần tuy là bị đánh bay, nhưng thân thể cũng hoàn hảo không chút tổn hại điều này sao có thể chứ không ít người thậm chí muốn dừng lại một chút trống to lý long thiêu đốt cửu long huyết mạch bản nguyên một kích đây tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong cấp bậc chịu đáng sợ như vậy một kích chính là nửa bước siêu thoát đỉnh phong cao thủ cũng muốn bản thân bị trọng thương còn tần trần lại thêm hẳn là thịt nát xương tan mới là làm sao có thể cơ hồ không bị thương chút nào đây thình thịch một tiếng, tầng trần nặng nề mà bay ngược ra hơn vạn trượng, sau lưng hư không bị hắn va chạm tầng tầng vỡ nát, lần này, tầng trần khí sắc càng thêm tái nhợt, tựa như tùy thời có thể chết đi một dạng, nhưng hắn nhưng là như vậy hoàn hảo đứng ở nơi đó, để cho người ta không thể tin được bản thân con mắt. Rõ ràng đối phương giống như là ánh nến trong gió, nhưng có thể bất diệt. Ngươi Gặp quỷ Đây tột cùng làm sao làm được thể tu cũng chưa nghe nói qua kinh cũng như vậy chứ một đám người há to mồm ở vào thật sâu khiếp sợ trong đầu đều lộ ra không đủ dùng hoàn toàn lý giải không lần trước tần trần tuy là cũng tiếp được lý long một chiêu nhưng lý long không có thiêu đốt bản nguyên tuy là thi triển siêu thoát bí thuật nhưng lực công kích nạp lượng chỉ là đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong mà thôi nhưng lúc này đây lý long thiêu đốt cửu long huyết mạch cùng bản nguyên nói tới sức mạnh tuyệt đối cũng đã đạt đến nửa bước siêu thoát cực hạn. Có thể nói, coi như là một ít vi tính lâu năm nửa bước siêu thoát cường giả tối đỉnh ở chỗ này, cũng phải bị một kích quanh thổ huyết, đứt gân gãy xương, ngã xuống đất không dậy nổi, có thể tiểu tử trước mắt này, dĩ nhiên cứng rắn đứng vững. Mặc dù nhìn đến tùy thời có thể chết bất đắc kỳ tử, mà dù sao là đứng vững. Quả thực ngưu bức đến mức tận cùng. Ngươi, Lý Long khí sắc trắng bệch, không có chút huyết sắc nào, rõ ràng xuất thủ là hắn, nhưng lúc này Lý Long nhưng như là chịu hung hăng một quyền đồng dạng, mặt tuyệt vọng. Lúc này Lý Long, thần sắc vô cùng khó coi, một mảnh tái nhật. Thoáng cái không có bốn ngàn trung phẩm vũ trụ tinh, cộng thêm hai kiện đỉnh cấp tài liệu, hắn lần này xem như là thua thiệt đến nhà bà nội. Khái khái, Lý thiếu chủ đa tạ. Tần trần mặt suy yếu, che ngực, giống như tùy thời đều giống như muốn chết bất đắc kỳ tử một dạng lý thiếu chủ quá mạnh còn kém một tí tẹo như thế bản thiếu sẽ rơi xuống ai rõ là chỉ kém một tí tẹo như thế tần trần thở dài nói giống như là tại thay lý long tiết hận đây càng để cho lý long thổ huyết rõ ràng thua bản thân mình làm sao làm tốt giống như ngươi là bị người hại đồng dạng tiểu tử có bản lĩnh tiếp ta một chiêu nữa Lý Long dừng lại một chút nói, đôi mắt đỏ chói, thần sắc điên cuồng. Hắn không tin. Bản thân còn đánh bại này không tiểu tử. Trở lại, không được, ta không được, tần trần khoát tay lia lịa, thần sắc thống khổ, giống như tùy thời có thể nghẹn khí một dạng. Không được, hắn liền muốn chạy, nào có tốt như vậy sự tình. Lý Long từng bước một tiếng về phía trước, thần sắc điên cuồng, lần này, Ta bắt ta Lý Gia siêu thoát bí pháp cùng ngươi đánh cuộc. Lý Long điên cuồng nói, thần sắc điên cuồng, như là một cái thu sạch con bạc, sống chết muốn trở mình. Siêu thoát bí pháp Tức khắc, bốn phía truyền đến hết một hơi lãnh khí tiếng, tất cả mọi người khó có thể tin nhìn Lý Long. Lý Long hắn điên sao? Siêu thoát bí pháp, chính là một cái siêu thoát thế gia cường đại nhất đồ đạc, nhiều đời truyền thừa tiếp, vô cùng trân quý. Các đại thế lực đều là trân tàn ở trong tay, hát có thể đơn giản lấy ra đánh cuộc. Nếu để cho cửu Long thần tôn biết Lý Long cư nhiên cầm gia tộc bọn họ siêu thoát bí pháp tới đánh bạc, nhất định sẽ bị đánh đoạn hai chân. Nhưng mà lúc này Lý Long, giống như là người chết chìm bắn đến một cái phao cứu mạng cuối cùng, thế nào nguyện ý phóng tay? Hắn biết, chỉ có như vậy bảo vật, mới có thể hấp dẫn đến tầng trần xuất thủ. Siêu thoát bí pháp Tần Trần mặt lộ do dự, dường như nghĩ đến này siêu thoát bí pháp, vừa sợ bản thân đỡ không được đồng dạng. Ta lại thêm ba nghìn trung phẩm vũ trụ tinh, mấy người các ngươi, cho ta mượn một điểm. Nhìn Tần Trần do dự, Lý Long hướng về phía bên cạnh mấy người điên cuồng nói, lúc này hắn cũng đã đánh cuộc đỏ mắt. Một bên, Linh Lung thần nữ ngẩn người, khó có thể tin nhìn Lý Long. Đây chính là ám u phủ quần áo lụa là trình độ tên ngu ngốc này chẳng lẽ không nhìn ra tần thiếu hiệp một mực câu dẫn hắn một chút để cho hắn đánh cuộc lớn hơn sao lấy tần trần thực lực mặc dù là siêu thoát cao thủ một kích phía dưới cũng chưa chắc có thể để cho hắn trọng thương mà lý long hai lần xuất thủ tần trần đều giống như sắp bị đánh treo một dạng cái này căn bản là đang câu dẫn đối phương giống như đang cùng đối phương nói chỉ cần ngươi mạnh hơn chút nửa điểm là có thể đem bản thân oanh bạo Âm, thật sự là quá âm thế nào siêu thoát bí pháp cộng thêm ba nghìn trung phẩm vũ trụ tinh ngươi dám không dám lý long dừng lại một chút nói ta tần trần vừa mới chuẩn bị mở miệng nhưng vào lúc này liên tục chưa từng nói tứ phương thiếu chủ bỗng nhiên tiến lên một bả ngăn lại lý long lý long ngươi lui ra tứ phương thiếu chủ trầm giọng nói người nào cản trở ta cút ngay một Lý Long căn bản không nhìn người mở miệng là ai, dừng lại một chút nói. Ánh mắt hắn đỏ thẫm, thần sắc đã có chút điên cuồng. Đùng. Bỗng nhiên một cái đánh vào Lý Long trên mặt, đem hắn trực tiếp đánh bay ra ngoài, hung hăng té ngã trên đất, há mồm phun ra một nguồn máu tươi. Đủ, Lý Long, ngươi còn ngại thiếu mất mặt sao? Tứ phương thiếu chủ quát lên, hai mắt nổ bắn ra lãnh mang. Tứ phương thiếu chủ. Lý Long rồi mới từ trong điên cùng tỉnh táo lại, tức khắc sợ đến cả người bốc đổ mồ hôi. Tứ phương thiếu chủ, ngươi tin tưởng ta, lần này, ta nhất định có thể oanh bạo tiểu tử này. Lý Long vội vàng nói. Rất hiển nhiên, hắn cho là tứ phương thiếu chủ là đối bản thân thất vọng, cho nên phải tiếp tục chứng nhận chính mình. Ngu ngốc, chẳng lẽ ngươi không nhìn ra, người này là ở đùa giỡn ngươi sao? Tứ phương thiếu chủ không kiên nhẫn nói ánh mắt băng lãnh, như tử thần. Trêu chọc ta. Lý Long ngẩng ra. Kẻ khác cũng đều mặt mộng bức. Có ý gì? Hừ, người này có thể tiếp được ngươi quyền thứ hai, nói cách khác, ngươi quyền thứ nhất đối với hắn căn bản không tạo thành thương tổn, nhưng hắn trước nhưng một bộ thụ thương dáng vẻ, chẳng lẽ ngươi vẫn không rõ nguyên nhân sao? Ngu ngốc một cái, còn muốn tiếp tục đánh cuộc tiếp, ta có thể bảo đảm này lần thứ ba ngươi vẫn là thua. Tứ phương thiếu chủ lạnh lùng nói. Nghe vậy, tất cả mọi người là sửng sốt. Tỉ mỉ một lần nghĩ, ào ào trong giây lát giật mình một cái. Xác định. Lý Long lần công kích thứ nhất cùng lần công kích thứ hai, quy lực kém đâu chỉ mấy lần, có thể tiểu tử kia rõ ràng liền lần công kích thứ hai đều cản được, tại sao đối mặt lần công kích thứ nhất thời điểm, sẽ một bộ phải chết bộ dáng đây căn bản không có khả năng. Trừ phi đối phương là cố ý làm bộ như vậy. Cái ý niệm này ra, mọi người đều mặc lộ tức giận. Tốt, gia hỏa này lúc đầu liên tục đang giả heo ăn hổ, đem tất cả mọi người làm khỉ đùa dẫn đây. Trong tức giận nhất lại là Lý Long. Ngươi rõ ràng có như vậy thực lực, vì sao tại thứ nhất thời điểm còn muốn làm bộ bộ dáng kia? Gia hỏa này rõ ràng chính là muốn lừa bịp bản thân bảo vật. Mẹ. Bản thân không những bị lừa, với lại thoáng cái liền bị lừa hai lần, nếu như không phải Tứ Phương thiếu chủ ngăn trở, thậm chí liên gia truyền siêu thoát bí pháp đều phải bị lừa đi ra ngoài. Được, được, được một. Lý Long thẹn quá thành giận đến phát cuồng, nói liên tục ba chữ "tốt" trong lòng tức giận muốn giết người. Hắn Lý Long sống đến lớn như vậy, cho tới bây giờ không có bị người như vậy lừa qua. Tứ Phương thiếu chủ ngươi để cho ta xuất thủ lần thứ ba ta nhất định có thể đánh bại hắn lý long gầm thét không thể nào tiếp thu được sự thật này câm miệng ngươi còn ngại bản thân thiếu mất mặt sao tứ phương thiếu chủ quát lạnh cho lý long hung hăng tưới một chậu nước lạnh sau đó tứ phương thiếu chủ nhìn về phía tầng trần lạnh lùng nói các hạ thật đúng là thật can đảm liền bản thiếu chủ người dám đùa ngươi là muốn chết phải không ầm um, tứ phương thiếu chủ quát lạnh, tức khắc một cổ vô hình lực lượng phóng lên cao, trong dây lát trấn áp tại tầng trần trên thân. Di, kỳ quái, là ngươi người muốn cùng bản thiếu đánh cuộc, muốn trách thì trách ngươi người không có đầu óc, sao có thể trách đến bản thiếu trên thân đây? Tần trần vừa cười vừa nói, chỉ thấy nguyên bản suy yếu thần sắc thoáng cái tiêu thất, còng lưng thân thể cũng cao ngất lên, cả người giống như một chui lợi kiếm ra khỏi vỏ, có lực khí trùng trời, nơi nào còn có nửa điểm suy yếu dáng vẻ, mẹ, thật đúng là giả heo ăn hổ. Chung quanh kẻ khác thấy tầng trần bộ dáng, làm sao không biết là bị đùa giỡn, từng cái tức giận tới mức trung trung, trên đầu đều nhanh bốc khói. Đám người bọn họ ở chỗ này giễu võ Dương Oai nửa ngày, còn tự cho là bá đạo rất phách lối, hóa ra vai hề đúng là bản thân. Truyền đi, bọn họ nhóm người này còn nào có mặt tại Ám U phủ hỗn? không được bị người cho trào phúng chết. Quá phải mất mặt vi. Thế mà tức giận sau đó, mọi người trong lòng lại là một trận phát lạnh. Người này liên tục ngăn chặn Lý Long hai đại tuyệt chiêu, nhưng bình yên vô sự, thực lực của hắn, rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố. T. Nghĩ tới đây, mọi người vô cùng hít một hơi lãnh khí. Người này, không đơn giản. Hừ, đã như vậy, bản thiếu chủ bồi ngươi đánh cuộc, thế nào? Tứ phương thiếu chủ ánh mắt u lãnh, giống như độc xà, lạnh giọng nói. Lời vừa nói ra, ở đây mọi người đều sợ. Tứ phương thiếu chủ muốn đích thân xuất thủ. Thế nào, ngươi có dám? Tứ phương thiếu chủ tiến lên, hắn chấp hai tay sau lưng, thân hình ngạo nghễ, giống như một cái chân lông chiếm giữ, tỏa ra vô tận ác bách khí tức. Lúc này, tứ phương thiếu chủ chỉ là đứng ở nơi đó, thì có một cổ hơi thở mãnh liệt chấn nhiếp tới, giống như quân vương hàng lâm, tứ phương thiên địa đều có thể trở nên khuất phục. Tứ phương thiếu chủ, chính là chân chính thiếu chủ cấp nhân vật, ám u phủ đỉnh cấp thiên kiêu, một thân tu vi từ lâu đạt đến nửa bước siêu thoát đỉnh phong, nghe nói khoảng cách chân chính siêu thoát cảnh giới cũng chỉ có một bước ngắn. Nghe đồn, tứ phương thiếu chủ thật sớm đã có cơ hội có thể bước vào siêu thoát cảnh giới, chỉ bất quá hắn thành ngưng luyện càng mạnh bản nguyên, sở dĩ liên tục dừng lại ở này nửa bước siêu thoát cảnh giới chỉ vì một tiếng kinh nhân đương nhiên đây chỉ là một nghe đồn có thể tuy là nghe đồn cũng là không có lửa thì sao có khói sự tình ra có nguyên nhân hôm nay tứ phương thiếu chủ muốn tự thân xuất mã lập tức để cho tâm thần mọi người chấn động mãnh liệt tứ phương thiếu chủ không cần ngươi tới xuất chiến bọn ta ra tay thì đủ đúng vậy nếu để cho tứ phương thiếu chủ ngươi tự thân xuất chiến chúng ta sợ là mất hết mặt mũi để cho ta tới gặp gỡ tiểu tử này tứ phương thiếu chủ phía sau một đám thiếu niên ào ào tiến lên nói lòng đầy căm phẫn tứ phương thiếu chủ là bọn chúng người đầu lĩnh đại ca cấp nhân vật nếu để cho tứ phương thiếu chủ xuất thủ vậy bọn họ những người này sau này thể diện để vào đâu chư vị không cần tranh đoạt người này chính là mộ lăng tự thân mang về tự nhiên có hắn chỗ độc đáo. Ta và mộ lăng từ nhỏ thanh mai trúc mã, hai nhỏ vô tư, mộ lăng nàng hành động ngây thơ, không rành thế sự, người này muốn tới gần mộ lăng, thân ta là đại ca, há có thể không tự thân giữ cửa. Nếu để cho một ít gian nịnh hiểm ác đáng sợ chi đồ sử dụng thủ đoạn gì tiếp cận nàng, cũng ta người đại ca này sai lầm. Tứ phương thiếu chủ ngạo nghệ nói, rõ là dáng vẻ phi thường, có khí vương giả tiểu tử có dám đi ra đánh một trận tứ phương thiếu chủ tiếp tục về phía trước hai bước cao cao nhìn xuống tầng trần hiếp mắt có thần quang thổ nạp như lợi kiếm trảm thiên hắn lạnh lùng nói hoặc có lẽ là người muốn giống như cái người thất bại đồng dạng chủ động nhận thua sau đó xám xịt lăn đi ở đây như vậy sĩ nhục nói để cho một bên linh lung thần nữ đều nắm chặt nắm đấm này tứ phương thiếu chủ quá không coi ai ra gì trong lời nói, vân đạm phong khinh, nhưng tràn ngập xem thường cùng ngạo nghễ, phản phất một cái thần long tại cao cao nhìn xuống con kiến hôi. Lúc này, ánh mắt mọi người đều rơi vào tầng trần trên thân. Nghe vậy, tầng trần cũng cười rộ lên, chính là một đám hoang vu ám u phủ tiểu tử mà thôi, tự cho là đúng cái gì không được thiên tài sao? Thật chư vị cái gọi là ám u phủ thiên kiêu, ở trong mắt bản thiếu bất quá là gà đất chó sành một dạng không đề được nửa điểm hứng thú bất quá ngươi đã muốn tự trước nhục bản thiếu cũng có thể thành toàn ngươi lời vừa nói ra toàn trường đều chấn động tiểu tử này nói cái gì gà đất chó sành ngông cuồng mọi người ào ào biến sắc từng cái thẹn quá thành giận tiểu tử này quá ngông cuồng hắn cho là hắn là ai ăn nói ở giữa không coi ai ra gì Phản phất đứng ở một cái cực cao địa phương, tại mắt nhìn xuống toàn bộ ám u phủ Thiên Kiêu, cao cao tại thượng. Ở đây mọi người vẫn là lần đầu tiên gặp phải lớn lối như thế người. Mà Tần Trần bá đạo như vậy nói, tức khắc để cho Tứ Phương thiếu chủ sắc mặt khó coi tới cực điểm. Hắn vừa sải bước ra, trong nháy mắt đi tới cách đó không xa chỗ trống, chắp hai tay sau lưng, ánh mắt lạnh lùng nhìn Tần Trần, có sát cơ dũng động. Bản Thiếu ngược lại muốn nhìn một chút, các hạ cuối cùng có bản lãnh gì ngông cuồng như thế, vậy đi ra đánh một trận." Hắn lạnh giọng nói. "Ầm." Uhm. Giọng nói rơi xuống, Nhất Đạo khí tức kinh khủng phóng lên cao, giống như nhất đạo thần hồng, trực tiếp xông lên vô tận chân trời, khuấy động tứ phương phong vân. Tức khắc, bốn phía rất nhiều cường giả đều bị kinh động, từng đạo khủng bố thần thức ào ào tụ đến. Ám u phủ chỗ sâu, Lúc này Phương Mộ Lăng cùng Đảng Ma Thần Tôn tại sát không thần tôn dưới sự hướng dẫn, dĩ nhiên nhìn thấy Ám U phủ chủ. Ám U phủ chủ phải một người trung niên, thân hình tụ trường, người mặc một bộ hắc sắc vân bào, giống như một nho nhã tiên sinh dạy học. Nếu như không phải biết thân phận đối phương, đổi thành một người xa lạ ở đây, hoàn toàn không cách nào tưởng tượng trước mặt cái này giống như nho nhã thư sinh một dạng trung niên nam tử, lại chính là Ám U phủ phủ chủ. Lăng Nhi, lần này coi như ngươi vận khí tốt, không có xảy ra sự cố, sau đó nếu như nữa dám một mình đi ra ngoài chạy loạn, nhìn vi phụ xử trí như thế nào ngươi. Ám U phủ chủ nhìn phía trước Phương Mộ Lăng, giận không chỗ phát tiết. Cha, nữ nhi cũng không phải chạy loạn, lần này nữ nhi có thu hoạch, tại Quy Khư Bí cảnh liên tục cảm ngộ cực sâu, hơn nữa còn nhận được hư không thần văn quả, có này thần quả, lại thêm ta Ám U phủ tu luyện bí địa, Nữ Nhi có nắm chắc trong vòng thời gian ngắn đột phá siêu thoát cảnh giới. Phương Mộ Lăng lôi kéo Ám U phủ tay thuận, "Ngươi không phải hy vọng nhất nữ nhi có khả năng đột phá siêu thoát cảnh giới sao? Hiện tại nữ nhi làm đến, ngươi lại hung ta, hừ." Ám U phủ chủ nhìn hướng mình làm nũng Phương Mộ Lăng, tức khắc không nói gì, "Ta là hy vọng ngươi có thể sớm ngày bước vào siêu thoát cảnh giới, nhưng là không có để cho ngươi như vậy đi mạo hiểm, vạn nhất xảy ra chuyện gì đâu?" Phương Mộ lăng lắc ám u phủ tay thuận, biểu môi nói, nữ nhi này không phải là không có xảy ra sự cố sao. Với lại phụ thân, nữ nhi lần này tại quy khư bí cảnh trong quen biết một vị thiếu niên anh tài, người này tương lai thành tựu nhất định phi thường, phụ thân ngươi nhất định phải gặp thấy, với lại lần này nếu không phải là hắn, nữ nhi chỉ sợ cũng nguy hiểm, ngươi nhất định phải thật tốt cảm tạ hắn. Phương Mộ lăng nhìn ám u phủ chủ. Lôi kéo tay hắn làm nũng nói. Thiếu niên anh tài, ngươi nói là kia gọi Tần Trần tiểu tử chứ? Ám U phủ chủ hừ lạnh một tiếng, ngươi cho rằng không biết, nếu không phải là người này, ngươi cũng sẽ không cùng hắc ám nhất tộc người chống lại. Đó cũng không nhất định, hắc ám nhất tộc rõ ràng không phải là cái gì người tốt, coi như không có Tần Trần, cũng sẽ bị Viễn Đạo thần tôn câu dẫn. Phương Mộ Lăng hừ nói. Lúc này, Đảng Ma thần tôn cũng vội vàng nói, phủ chủ đại nhân Tiểu tỷ nói không sai, Tần Trần thật là thuộc hạ gặp qua tối thiên kiêu người, chưa bao giờ nghe thấy. Ồ! Ám U phủ chủ hít mắt, trước ngươi nói, có thể là người này dẫn động quy khư bí cảnh trong hỗn độn chi địa, mới đưa đến quy khư bí cảnh hủy diệt, là thật. Đảng Ma Thần Tôn cùng Phương Mộ Lăng vừa về tới Ám U phủ, cũng đã đem quy khư bí cảnh trong chuyện phát sinh nói đơn giản một lần, lại thêm hắn chỗ dò thăm tình báo, tự nhiên biết rõ không ít tình hình. Phải phủ chủ, không chỉ như thế, người này. Đảng ma thần tôn còn muốn nói điều gì, lời còn chưa dứt, liền nghe được quanh một tiếng, xa xa mơ hồ truyền đến nhất đạo rung động tiếng. Gì? Mọi người ào ào quay đầu, nhìn về phía xa xa. Chuyện này. Đảng ma thần tôn cảm thụ được xa xa khí tức, khí sắc tức khắc nhất biến. Ám U phủ chủ cũng liếc mắt liền thấy xa xa chỗ chuyện phát sinh, tức khắc ánh mắt lộ ra có nhiều ý tứ hàm xúc chi sắc. Phụ thân xảy ra cái gì? Phương Mộ Lăng Hiếu kỳ hỏi. Người nói như thế tiểu tử cùng tứ phương tiểu tử kia tranh đấu có ý tứ. Ám U phủ chủ không khỏi cười rộ lên. Cái gì? Tần Trần cùng tứ phương hắn chống lại. Tứ phương kia gia hỏa đang làm gì? chẳng lẽ hắn không biết Tần Trần là bằng hữu ta sao? Đáng chết! Phương mộ lăng khí sắc tức khắc thay đổi, vội vàng định hướng đi ra ngoài, chỉ là nàng còn chưa kịp rời khỏi, đột nhiên bị một cổ lực lượng ngăn cản. Phụ thân, ngươi làm cái gì vậy? Phương mộ lăng vội vàng nói. Chính là ám u phủ chủ xuất thủ, ngăn trở phương mộ lăng. Lại thấy ám u phủ chủ cười nói, mộ lăng, người cũng đảng ma đều nói người này là ta ám u phủ khó gặp thiên kiêu làm sao chẳng lẽ còn sợ người này bị tứ phương hắn khi dễ cái này tử chân như các ngươi chỗ nói há lại sẽ e ngại tứ phương khiêu chiến phụ thân một số sự tình thuộc về sự tình tần trần hắn thiên tư trác tuyệt là hắn sự tình tứ phương gia hỏa này khiêu khích ta bằng hữu lại là một chuyện khác há có thể nói nhập làm một phương mộ lăng tức giận nói ha hả ngươi yên tâm tần trần nếu là bằng hữu ngươi vi phụ đương nhiên sẽ không để cho hắn chịu thiệt với lại có lý quản sự đi theo hắn chẳng lẽ ngươi còn sợ hắn xảy ra sự cố hay sao ám u phủ chủ cười nói ngươi không phải nói muốn cho vi phụ gặp hắn một chút sao vi phụ đường đường ám u phủ chủ có thể không phải tùy tiện người nào đều có thể thấy vừa vặn mượn cơ hội này mở mang kiến thức nữ nhi của ta theo lời nói cái thế thiên kiêu rốt cuộc có bao nhiêu lợi hại có thể để cho lăng nhi ngươi như vậy tôn sùng. Ta! À, phương mộ lăng còn muốn nói điều gì? Một bên đảng ma thần tôn tức khắc nhắc nhở, tiểu tỷ phủ chủ đại nhân đây là muốn quan sát một chút tầng thiếu hiệp đây, lấy tầng thiếu hiệp thực lực, tứ phương muốn nhằm vào hắn, đây chính là mang đá đập chân mình. Phương mộ lăng hừ lạnh một tiếng, nhưng cũng không nói gì. Ám u phủ chủ kinh ngạc mắt nhìn đảng ma thần tôn, hắn chính là biết tứ phương thiếu chủ thực lực, tại trẻ tuổi trong có thể nói giảo sở, tiểu tử này cuối cùng có năng lực gì, lại muốn đảng ma thần tôn bọn họ như vậy lòng tin mười phần. Có ý tứ. Ám u phủ chủ mở hai mắt ra, hiếu kỳ ngưng mắt nhìn xa xa chiến trường. Trên đất trống. Tứ phương thiếu chủ hướng về phía tầng trần quát lên, tiểu tử, làm sao, không dám lên tới sao. Không dám lên tới liền ngoan ngoãn nhận thua, sau đó lăn đi ám u phủ ngươi đã phải muốn tìm chết, bản thiếu ngược lại là có thể thành toàn ngươi. Tần Trần nhẹ nhàng cười một tiếng, chậm rãi đi hướng chỗ trống, bất quá, ta ngươi chiến đấu, có phải hay không cũng nên có chút điềm tốt. Đường đường tứ phương thiếu chủ, không có liền một cái thủ hạ cũng không bằng chứ. Ngươi! Nghe vậy, một bên Lý Long tức khắc mắt bốc tức giận. Ha ha ha, tiểu tử, ngươi thật rất có can đảm, lúc này còn dám muốn điềm tốt. Tứ Phương thiếu chủ quả là nhanh bị Tần Trần khí cười. Hắn ánh mắt băng lạnh, nở rộ sắc bén, khoát tay, ống ánh khắp nơi tinh thạch hiện lên ở trong thiên địa. Đây là một vạn trung phẩm vũ trụ tinh, có bản lĩnh, ngươi đến đây cầm cẩn thận. Tứ Phương thiếu chủ cười lạnh nói: này một vạn trung phẩm vũ trụ tinh ra, trong nháy mắt để cho mọi người trở nên biến sắc. Không hổ là Tứ Phương thiếu chủ vừa ra tay chính là một vạn trung phẩm vũ trụ tinh giá trị phi thường. Đường đường tứ phương thiếu chủ, liền điểm này thủ bút. Không gì hơn cái này. Tần Trần lắc đầu nói. Tất cả mọi người phải khó có thể tin nhìn sang. Tiểu tử này đang nói cái gì? Điểm này thủ bút. Đây chính là một vạn trung phẩm vũ trụ tinh A, tuyệt không phải một con số nhỏ. Vũ trụ tinh đồ chơi này, bản thiếu cũng không thèm để ý, các hạ thân làm tứ phương thiếu chủ, đỉnh cấp tài liệu làm sao đều có một ít đi, như vậy, nếu như xuất ra ba cái không kém gì trước tinh liên thạch bảo vật, bản thiếu ngược lại là có thể chơi đùa với ngươi. Tần Trần nhàn nhạt nói, tứ phương thiếu chủ con ngươi nổ bắn ra hàng mang, tiểu tử, ngươi cũng không sợ mình cũng nghẹn chết, tốt, bản thiếu chủ sẽ thanh toàn ngươi. Dứt lời, tứ phương thiếu chủ lần thứ hai khoát tay, ba loại tản ra đỉnh cấp chí bảo khí tức tài liệu trong nháy mắt xuất hiện ở trong thiên địa. Sinh tử căng, tủy viêm tâm, ám u thạch. T. Thấy này ba cái bảo vật, tất cả mọi người phải kinh hô, này ba cái bảo vật, mỗi một cái đều không yếu hơn trước tinh không ô tham cùng tinh liên thạch. Ngô, tạm tạm, bản thiếu liền chơi cùng ngươi một chút. Tần trần tùy ý mắt nhìn ba cái bảo vật. Làm như có chút ít còn hơn không, thân hình thoát một cái, đột nhiên đi tới trên đất trống ngươi ra tay đi tần trần nhàn nhạt nói nếu không ta sợ ngươi phía sau không có cơ hội tiểu tử ngươi tốt can đảm tứ phương thiếu chủ gầm lên từ nhỏ đến lớn hắn còn chẳng bao giờ bị người như vậy xem thường qua ầm uhm. tứ phương thiếu chủ trong tay đột nhiên xuất hiện một thanh trường giảng này trường giảng trên điêu khắc từng cái mang thú lúc này hắn trường giảng nơi tay vào giờ khắc này hắn trường giảng nhắm thẳng vào tầng trần, trường giảng thổ nạp một vẻ lãnh mang. Kèm theo, đang, trong tiếng giảng minh, tứ phương thiếu chủ toàn thân phun mạnh ra giảng mang, giống như vào lúc này hắn muốn hóa thành một bã lớn giảng đồng dạng. Nghe được, quanh, một tiếng vang thật lớn, trong chớp mắt này, tứ phương thiếu chủ sau lưng hiện lên dị tượng, này trường giảng trên mang thú phản phất sống lại, giảng đạo trôi dạt, chi phối vạn cổ. Ở nơi này dị tượng trong, rất nhiều mang thú bay lên không, toàn bộ thế giới đều cũng như bị này mang thú lực luyện hóa thành một bả vô địch lớn giản, giảng to lớn, có thể áp sập chư thiên. Trong một cái chớp mắt, tứ phương thiếu chủ cả người giống như tiêu thất đồng dạng, hắn giảng đạo duỗi ra giữa thiên địa, trong tay trường giảng cũng dung nhập vô thượng giảng đạo trong, tạo thành một cái thật lớn mang hoang chi khí. Giờ này khắc này, tất cả mọi người chứng kiến đều không phải phải tứ phương thiếu chủ, mà là một bả giảng, một cái giảng đạo, một cái giảng đạo biến thành mang hoang cự thú. Này giảng đạo cự thú nguy nga như núi, trầm trọng vô cùng, dường như có ngàn vạn khỏa tinh thần nhật nguyệt dung luyện ở nơi này bả thần giảng trên, như vậy giảng đạo, dường như chịu tải vô tận trọng lượng đồng dạng. Trăng rắc vỡ vụn tiếng vang lên, vào lúc này, tứ phương thiếu chủ vẫn không có động thủ, cái kia vô lượng trọng giảng đã đem chỗ không gian ép tới nát vụn, không gian giống như thủy tinh đồng dạng, thoáng cái xuất hiện rất nhiều vết nứt. Nặng như vậy vô lượng giảng đạo nằm ở nơi nào, toàn bộ trong lòng người cũng cảm giác mình cả người bị trăm nghìn vạn ngôi sao ngăn chặn đồng dạng, không thể động đậy, sự khó thở, thậm chí bên tai truyền đến răng rắc, tiếng xương bể, giống như toàn thân mình xương bị nặng như vậy giảng đập vụn đồng dạng. Như vậy giảng đạo tuyên ngang trên bầu trời, đây cũng không phải là nhằm vào ở đây cường giả ở tại chỗ toàn bộ cường giả vẫn như cũ bị nặng như vậy giảng chỗ nghiền ép. Đây là Tứ Phương Giảng Có người la thất thanh, bốn phía không biết bao nhiêu cường giả hít vào một ngụm khí lạnh. Tại bị nặng như thế giảng thế dưới, không biết bao nhiêu cường giả là phải biến sắc. Bởi vì tại dạng này trọng giảng thế dưới, mọi người căn bản là không thể động đậy, thậm chí giống như trọng giảng thoáng động một cái cũng sẽ bị này giảng đạo đập vụn phải bột phấn. Tứ phương thiếu chủ trọng giảng chi đạo, đây mới là hắn thực lực chân chính. Thấy trọng giảng chi đạo tuyên nằm ở nơi nào, có cường giả không khỏi thán phục một tiếng, trấn áp tứ phương, cái thế vô địch. Tứ phương thiếu chủ, hắn có thể như vậy được gọi là, xác định là bởi vì hắn trọng giảng chi đạo. Bởi vì hắn trọng giảng chi đạo, một giảng ra, chính là nặng vô lượng, sở dĩ một giảng nghiền ép xuống, bất luận là như thế nào cường đại vũ khí địch nhân cũng sẽ bị như vậy giảng đạo nặng chỗ nghiền nát sở dĩ rất nhiều cường giả tại hắn giảng dưới liền nửa giảng đều không tiếp nổi đừng nói là cả nhánh giảng đạo trọng lượng như vậy thế nhân đều gọi hắn là tứ phương thiếu chủ kế thừa phụ thân hắn tứ phương thần tôn lực lượng cường đại ầm lúc này tứ phương thiếu chủ thôi động vô thượng giảng đạo cả người nguy nga cao chót vót đúng như một cái tôn thần một dạng, cao cao tại thượng, nở rộ vô thượng thần uy. Tiểu tử, ngươi xác định rất mạnh, nhưng mà, cái gọi là nhân ngoại hữu nhân, thiên ngoại hữu thiên, ngươi quá ngông cuồng, hôm nay, bản thiếu chủ sẽ đưa ngươi trấn áp tại đây, để cho ngươi biết, ngươi cái gọi là kiêu ngạo, chỗ tức giận, bất quá là hoa trong gương, trăng trong nước, trong nháy mắt có thể phá. Tứ phương thiếu chủ cao chót vót thiên địa, vô thượng thần hồng ở trên người hắn nở rộ, quanh người hắn dũng động khủng bố mang hoang chi khí, hóa thành vô thượng thần thông, hướng tầng trần chợt trấn áp xuống. Mở một Tuy là tứ phương thiếu chủ nhìn tầng trần ánh mắt cực kỳ lạnh lùng xem thường, nhưng mà hắn nhưng không có khinh thường chút nào, chỉ nghe hắn điên cuồng hét lên một tiếng, cũng như mở ra một thế giới đồng dạng, thật lớn giảng đạo hóa làm vạn cổ thiên khung, hướng tầng trần chính là ầm ầm giáng xuống kéo. Vô tận khí tức, rung động toàn bộ thiên địa. Không có người có thể hình dung một kích rốt cuộc có bao nhiêu khủng bố, một chiêu này xuất hiện, thiên địa sụp đổ, tứ phương thiếu chủ thi triển ra thông thiên giảng đạo, thì giống như chống đỡ phương thiên địa này thiên trụ, trong nháy mắt sụp xuống xuống. Thiên trụ rạn nứt, thiên khung như là bị chống lên thủy mạc, trong nháy mắt sụp xuống xuống, tạo thành nhất đạo khe hở không gian. Không thể tưởng tượng nổi, quá kinh khủng đây chính là tứ phương thiếu chủ thực lực sao này không phải nửa bước siêu thoát cường giả có thể đánh ra công kích đây tuyệt đối là siêu thoát cấp bậc khó có thể tin như vậy một kích quả thực có thể đem thiên địa trực tiếp banh bạo nửa bước siêu thoát cấp võ giả làm sao có thể ngăn cản sợ là chỉ có siêu thoát cao thủ mới có thể ngăn cản được chút tứ phương thiếu chủ đây chính là tứ phương thiếu chủ ta ám u phủ cao cấp nhất cái thế thiên kiêu trong đám người, từng đạo gào thét tiếng điên cuồng vang tới, ở đây rất nhiều thanh niên thiên tài đều là lộ ra dừng lại một chút chi sắc, thần sắc điên cuồng. Một chiêu như vậy quá kinh khủng, để cho ở đây tất cả mọi người có một loại cảm giác, nếu như là bản thân tiến lên, căn bản không thể chống đỡ được một chiêu này, một chiêu dưới, bản thân sẽ thịt nát xương tan tại chỗ bạo liệt. Quả thực là cản không thể cản. Này Tứ Phương thiếu chủ, không được a à. Dĩ nhiên là tứ phương thần tôn đại nhân giảng chi đạo cơ hồ hoàn toàn dung nhập vào trong thân thể mình, như vậy một kích, cũng đã tiếp cận siêu thoát cấp cao thủ một kích, đủ để cho hắn tại nửa bước siêu thoát cảnh giới cái thế vô địch. Nhìn lại ta ám u phủ lại muốn nhiều một vị cái thế cường giả, các ngươi nhìn ra chưa, này tứ phương thiếu chủ đã đem bản thân giảng đạo cùng siêu thoát lực hoàn mỹ dung hợp, nói cách khác, chỉ cần là hắn nguyện ý, có thể tại trong thời gian cực ngắn bước vào siêu thoát cảnh giới, nhưng hắn cũng không có làm như thế, mà là tại liên tục ngưng luyện bản thân đạo tắc, xem ra là chuẩn bị đánh tốt cơ sở, càng thêm một tiếng kinh nhân. Đây là dùng tứ phương thần tôn đại nhân đạo, tới bằng chứng bản thân đạo, người này giả tâm không nhỏ a, à, này đây siêu việt tứ phương thần tôn đại nhân là mục tiêu. A, à, nếu để cho hắn thành ta ám u phủ là nhiều hơn tới một vị nhị trọng cảnh siêu thoát cao thủ vi. Xa xa ám u phủ một ít cổ xưa trong phủ, lúc này cũng đều truyền ra ngoài từng đạo thần niệm, những thần niệm, ẩn chứa khí tức kinh khủng, từng cái giống như ẩn núp cự long tại hai bên giao lưu. Những thứ này đều là ám u phủ trong một ít uy tín lâu năm cường giả, lão cổ hữu một dạng tồn tại. Lúc này đều bị tứ phương thiếu chủ đưa tới ba động thức tỉnh, ào ào là thần thức tụ đến tứ phương thiếu chủ đại nhân hảo dạng, đánh chết tên khốn kiếp này. Trong đám người Lý Long điên cuồng quát ầm lên, khỏi bàn có bao nhiêu kích động, cả người run rẩy, một đôi nhãn thần hận không thể là tần trần nghịch chết tâm đều có. Theo hắn, tứ phương thiếu chủ như vậy một kích, sợ là trong nháy mắt là có thể là tiểu tử trước mắt này oanh bạo, mặt hắn thân xác tu vi cường thịnh trở lại, cũng khó thoát khỏi cái chết. Ồ! Giảng chi đạo, thật có một chút năng lực, khó trách lớn lối như thế. Trên đất trống, tầng Trần nhìn giống như thiên băng một dạng hình ảnh, thần sắc cũng vô cùng đạm định, phản phất trên đỉnh đầu rơi xuống không phải thiên băng, mà là kia mảnh lông vũ một dạng. Tiểu tử, đừng vội ngông cuồng. Tứ phương thiếu chủ nổi giận, nổ xuống lực lượng càng thêm cường thế. ầm, uhm, một tiếng rung động, vang vọng toàn bộ thế giới, trọng giảng vô lượng, liền tứ phương thiếu chủ đánh ra tứ phương giảng gần đánh trúng tần trần trong nháy mắt tần trần bỗng nhiên động hắn nhảy tới trước một bước vô thượng thần thông quán trú tay phải trong dây lát đánh ra một quyền diệt một tần trần quát như sấm mùa xuân ầm uhm. một đấm xuất ra thiên địa diệt tần trần một quyền này cũng không phải là thế nào đặc thù cũng chưa nở thả kinh khủng bực nào dị tượng nhưng mà khi một quyền này của hắn triệt để đánh ra sau, trung động thế gian toàn bộ, đủ để là cửu thiên thập địa đều anh bạo thật lớn giảng đạo, dĩ nhiên trong nháy mắt phát ra chói tai tiếng ken két, phản phất lọc vào thật lớn trọng kích một dạng. Tại mọi người kinh hãi dưới ánh mắt, tứ phương thiếu chủ đánh ra thật lớn giảng đạo, tại tầng trần một quyền này dưới, dĩ nhiên trong nháy mắt phân bố ở trên rất nhiều vết trạng. Điều này sao có thể? Tứ phương thiếu chủ trọng giảng chi đạo, bực nào vô địch trên đời, nhưng mà, tại tầng trần một quyền này dưới, liền nghe được tầm um, trọng kích tiếng, tùy theo, nghe được rất nhiều răng rắc, tiếng vỡ vụn vang lên, cơ hồ có ức vạn ngôi sao chi trọng trọng giảng đạo, đúng là đều như vậy bị một quyền vỡ nát xuống. ầm um, Trọng giảng chi đạo bị đánh trúng vỡ nát, lực lượng kinh khủng cuồn cuộn, trong giây lát xuyên thấu hư không, đánh vào tứ phương thiếu chủ trên thân, tứ phương thiếu chủ tại chỗ bị đánh phải bay ngang đi ra ngoài, quanh một tiếng trực tiếp đập nát rất nhiều hư không. Tứ phương thiếu chủ thân hình tại trong hư không trực tiếp đánh bay, tình cảnh như vậy, trong nháy mắt kinh sợ tất cả mọi người tại chỗ. Cái gì? Tất cả mọi người điên cuốn hét lên, từng cái không thể tin được bản thân con mắt, một kích dưới, tứ phương thiếu chủ lại bị đánh bay. Mở cái gì thiên địa nói đùa? Quả thực đầm rồng hang hổ tiểu tử kia đến tột cùng là làm sao làm được. Rất nhiều người liều mạng vuốt mắt, không thể tin được mình nhìn đến toàn bộ, cái kia xưng tụng siêu thoát cấp công kích, đủ để là một vùng thế giới đều oanh bạo giảng đạo công kích, tại sao như vậy mỏng manh bất kham, trong nháy mắt liền bể nát. Mà kinh hãi nhất vẫn là tứ phương thiếu chủ. ầm, uhm. Thân hình hắn rung một cái, vô tận đạo tắc chi khí phục lên kích xạ, để cho hắn thân hình tại trong hư không chợt dừng lại. Không có khả năng một. Hắn hai mắt giữ tợn nhìn tầng trần, trích lên một tiếng, trong tay khủng bố tứ phương giảng một lần nữa hướng tầng trần đánh tới. Vạn ảnh trọng giảng một. ầm 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 ở đó một phần ngàn cái nháy mắt, tứ phương thiếu chủ trong nháy mắt đánh ra ước chừng hơn vạn chiêu, vô tận giảng ảnh phúc chốc hóa thành trọng trọng sóng lớn, là bốn phía hư không trực tiếp chấn động đến mức vỡ nát nhấc lên cự đại không gian phong bạo ầm ầm khủng bố không gian phong bạo ép buộc một vẻ mênh mông giảng sóng lớn trong khoảnh khắc liền bao phủ lại tầng trần sau đó hung hăng đánh ra mà xuống giống như biển gầm đánh tới muốn đem phía dưới tầng trần trực tiếp quyển vỡ nát còn muốn giãy giụa quả thực buồn cười đối mặt với ngập trời giảng ảnh sóng lớn tầng trần thần sắc bình tĩnh hắn hét dài một tiếng thân hình phút chốc giống như một cái kinh long, trong nháy mắt phóng lên cao, một quyền lần thứ hai đánh ra. Diệt Tại tầng trần hét dài một tiếng dưới, tầng trần một quyền này hung hăng oanh ra ngoài. Một tiếng vang ầm ầm. Một quyền này ra, hư không thoáng cái bị hủy diệt, thiên địa sụp đổ, liền nghe được oanh, nổ, chỉ thấy đầy trời vô tận giãn ảnh, bị tầng trần trong nháy mắt một quyền đánh xuyên, tại oanh, dưới một tiếng vang thật lớn, đầy trời giãn ảnh liên tục vỡ vụn trong khoảnh khắc liền vỡ nát thành hư vô tứ phương thiếu chủ lực lượng tuy là cường đại nhưng ở hôm nay tầng trần phía trước nhưng căn bản không đáng chú ý chỉ thấy tầng trần đại thủ thông thiên trực tiếp hướng tứ phương thiếu chủ hung hăng phủ xuống muốn đem tứ phương thiếu chủ cho trấn áp tại đây ngươi không có khả năng tứ phương thiếu chủ phát ra một tiếng trống to cặp mắt huyết hồng dọa người hắn gầm thét một tiếng thân hình lui cùng lúc đó trong tay lớn giãn lần thứ hai hướng tầng trần nổ xuống thật lớn tứ phương giãn hóa thành một phương thiên đạo như là ép buộc một vẻ ức vạn ngôi sao lực trong nháy mắt đập về phía tầng trần đỉnh đầu nhưng mà tầng trần cũng không sợ hắn xông thẳng mà lên này mênh mông lực lượng liên tục đánh thẳng vào tầng trần thân xác lại bị tầng trần thân xác cắt gao ngăn cản Loạn xoảng loãng xoảng cũng bố giản ảnh đánh vào tầng trần trên thân, phát ra nặng nề tiếng sấm, nhưng không cách nào cho tầng trần mang đến tổn thương chút nào. Đối mặt với tứ phương giản ảnh, tầng trần thậm chí không cần thôi động bản thân mạnh nhất không gian đạo tắc, bằng vào sức mạnh thân thể là có thể ngăn cản. Thể tu. Thấy tầng trần thân hình ở đó đầy trời giản ảnh chi trong liên tục trùng kích, ở đây mọi người ào ào kinh hô thành tiếng. Tại vũ trụ Hải tu luyện thân thể cường giả số lượng thật cũng không phải số ít, nhưng mà, thân xác có thể cường đại đến như này tầng trần một dạng có thể ngăn cản tứ phương thiếu chủ công kích, cũng ít lại càng ít, có thể nói hiếm thấy. Chỉ thấy tầng trần đại thủ trên xoay quanh lộng lẫy thần hồng, xuyên thấu tầng tầng giảng ảnh hư không, như là tại sóng biển trong đạp bằng mọi chông gai, sau đó trong dây lát vỗ vào tứ phương giảng trên. Liền nghe, công, một tiếng vang thật lớn, chấn động đến mức tất cả mọi người hai lỗ tai nhức óc Kim Minh tiếng chấn triệt thiên địa Tần Trần bàn tay cùng tứ phương giản va chạm hắn thủ trưởng trên nở rộ từng đạo kim sắc hồng quang giống như thần binh lợi khí một dạng đúng là đem tứ phương giản ở trên lực lượng trong nháy mắt áp chế xuống qua đến cùng lúc đó Tần Trần đại thủ quấn quanh mà lên đúng là muốn đem tứ phương thiếu chủ tứ phương giản cho trực tiếp vô bắt mà tới ngươi tứ phương thiếu chủ thần sắc kinh sợ hắn tứ phương giảng chính là phụ thân ban tặng bản thân trọng bảo nếu thật bị kẻ khác cướp đi vậy hắn sau này thế nào còn có thể ám u phủ hỗn sợ là trực tiếp sẽ trở thành toàn bộ ám u phủ trò cười tứ phương thần lực dung vào thân ta thái cổ quy tắc mở cho ta tứ phương thiếu chủ gầm thép một tiếng trong nháy mắt trực tiếp thiêu đốt huyết mạch trong cơ thể quy tắc chi lực hắn liều mạng nhất phương lực lượng dung nhập vào tứ phương giảng trong, tứ phương giảng tức khắc điên cuồng rung rung, một cổ lực lượng kinh khủng theo tứ phương giảng trong điên cuồng chợt nổ tung lên, muốn tránh thoát Tần Trần vô bắt. Thế mà lúc này, Tần Trần cũng cười lạnh một tiếng. Ngươi bị lừa. Chỉ thấy Tần Trần nguyên bản vô bắt hướng tứ phương giảng bàn tay hư hoảng một chiêu, một cái chuyển ngoặt, dĩ nhiên thừa cơ mà vào, giống như một khi tia chớp, Phúc chốc đánh vào tứ phương thiếu chủ trên lồng ngực. Ngươi! Tứ phương thiếu chủ tuyệt đối không ngờ rằng tần trần dĩ nhiên cùng mình đem chiêu này ra, hắn biến sắc, kinh sợ trong, trong thân thể đột nhiên bộc phát ra một cổ khí tức kinh khủng. Quanh một tiếng, từng đạo đáng sợ đen kịch phù văn xuất hiện tại tứ phương thiếu chủ thân thể bốn phía, những đen kịch phù văn điên cùng xoay tròn, tại ngăn cản tần trần đại thủ xâm lấn. Ám U Chi Lực Lúc này, trên sân tất cả mọi người phải hít một hơi lãnh khí ám u chi lực phải ám u phủ độc hữu trong một loại lực lượng cực kỳ đặc thù lực phòng ngự kinh người bình thường người căn bản là không có cách luyện hóa này ám u chi lực mà hôm nay tứ phương thiếu chủ không những luyện hóa này ám u chi lực càng đem này ám u chi lực thay đổi thành kinh người phòng ngự phù văn như vậy thủ đoạn không hổ là ám u phủ cao cấp nhất cái thế thiên kiêu một khi cùng tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát cảnh giới kết hợp với hắn tại ám u chi lực ở trên tạo nghệ đến lúc đó tứ phương thiếu chủ mặc dù là tại ám u phủ uy tín lâu năm cường gia trong đều có thể bài danh hàng đầu yêu nghiệt đây là tại chỗ mọi người trong đầu duy nhất chỗ nhô ra ý niệm trong đầu thế mà tại mọi người hít một hơi lạnh khí thời điểm tần trần cũng cười lạnh một tiếng ám u chi lực Tần Trần khóe miệng vẽ lên cười nhạt, hắn có thể cảm thụ ra trước mặt này ám u chi lực, phải tương tự với ám la thiên lực một loại đặc thù lực lượng, của lực lượng này tuy mạnh, nhưng hôm nay tứ phương thiếu chủ chỉ là thô vận dụng, làm sao có thể ngăn cản bản thân. Hắn bên thân rung một cái, tại mọi người chấn động trong con mắt, nắm đấm nở rộ khủng bố thần hồng, ầm ầm nện ở đầy trời hắc sắc phù văn trên. Quanh một tiếng, trước mắt bao người, Đầy trời hắc sắc phù văn trực tiếp vỡ nát. Không. Chắc trắc, trắc. Tần Trần nắm đấm đánh vào Tứ Phương thiếu chủ trên lồng ngực, chỉ nghe chói tai xương cốt tiếng vỡ vụn vang lên, Tứ Phương thiếu chủ lồng ngực trực tiếp sụp xuống, cả người trọng trọng ném đi ra ngoài, miệng phun tiên huyết, hung hăng nhập vào trong đất, cuốn lên đầy trời bụi. Đầy trời thần hồng, khí tức trong nháy mắt tiêu tán. Tràng diện khôi phục lại bình tĩnh tất cả mọi người trợn to hai mắt. Trên đất trống, Tần Trần cứ như vậy đứng bình tĩnh tại đó, chắp hai tay sau lưng, mà ở trước mặt hắn, tứ phương thiếu chủ chật vật nằm ở nơi đó, cả người khắp nơi là tiên huyết, vô cùng chật vật. Thua. Tứ phương thiếu chủ dĩ nhiên thua. Ngửi trong hư không tràn ngập một vẻ mùi máu tươi, vào giờ khắc này, tất cả mọi người không từ một cái lạnh rung, có người hàm răng càng lạc bột 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 đất rung rẩy đối với ở đây rất nhiều người mà nói cường đại như tứ phương thiếu chủ đã bọn họ trong cuộc đời chỗ truy cầu mục tiêu thậm chí có rất nhiều người cả đời đều không thể trở thành tứ phương thiếu chủ cường giả như vậy nhưng mà hiện tại cường đại như tứ phương thiếu chủ cũng không phải người trước mắt đối thủ bị hung hăng đánh ngã trên mặt đất đây là kinh khủng bực nào sự tình cái gọi là tứ phương thiếu chủ không gì hơn cái này không có một cái có thể đánh tần trần áo khoác ngoài phần phật, đứng ở nơi đó, khẽ lắc đầu, thần sắc thất vọng. Lúc này trên sân yên lặng, giống như tử tịch một dạng, mọi người ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, lại không có người dám trả lời. Mà Lý Long, lại là trường lớn hai mắt, thần sắc kinh sợ. Tiểu tử, nhất định là ngươi thi triển cái gì thủ đoạn hèn hạ, mới đạt được thắng lợi, đúng, nhất định là như vậy, ngươi cuối cùng thi triển cái gì thủ đoạn hèn hạ, tập kích tứ phương thiếu chủ. Lý Long chỉ vào Tần Trần rống giận. Tần Trần nhàn nhạt liếc nhìn hắn một cái, cười lạnh nói, các ngươi ám u phủ người, chính là chỗ này sao không thua nổi sao. Ở đây nhiều người nhìn như vậy, cũng có thể như vậy vứt nồi, rõ là lợi hại. Nghe vậy, mọi người sắc mặt đều khó xem. Xác định, Tần Trần cùng tứ phương thiếu chủ giao thủ, chung quanh vô số người nhìn, đặc biệt một ít ám u phủ cao thủ, cũng đều núp trong bóng tối, thần thức quét tới, nếu thật có cái gì thủ đoạn hèn hạ, những cao thủ này sẽ nhìn không ra. Loại thời điểm này vứt nồi, sẽ chỉ làm người càng thêm khinh thường mà thôi. Lúc này thời khắc, tứ phương thiếu chủ mang đến những thiên kiêu, bọn họ đều là sắc mặt tái xanh, nhưng một chữ đều không nói được. Vô cùng nhục nhã, nhất định chính là vô cùng nhục nhã bọn họ nhiều người như vậy đến đây giáo huấn tần trần kết quả ngược lại nhưng là bị tần trần đánh bại ở chỗ này liền tứ phương thiếu chủ cũng đều chật vật như vậy nằm ở đó quả thực mất hết tất cả mọi người thể diện sau này bọn họ tất nhiên sẽ trở thành toàn bộ ám u phủ tất cả mọi người trào phúng đối tượng không có một cái có thể đánh tần trần mắt nhìn mọi người từ tốn nói đơn giản lời nói quanh quẩn giữa thiên địa giờ này khắc này, quảng chi tần trần phong kinh vân đạm qua loa, quảng chi trên người hắn không có cử thế vô địch khí tức, nhưng mà hắn đứng ở nơi đó chính là hắn phương thiên địa này chi phối, dường như ở trước mặt hắn tất cả mọi người tại chỗ đều chẳng qua là sâu kiến mà thôi. trước đó, tần trần từng thuận miệng nói tùy ý bồi tứ phương thiếu chủ vui đùa một chút, tại khi đó bao nhiêu người tức giận, bao nhiêu người xem thường bao nhiêu người cảm thấy tần trần là khẩu suất cùng ngôn quá mức tự cao nhưng mà hiện tại tần trần giơ tay nhất chân thời gian liền trọng thương tứ phương thiếu chủ đem trọng thương chuyện này nhất thời làm cho tất cả mọi người đều rợn cả tóc gáy vào giờ khắc này tất cả mọi người cảm giác không khí mỏng manh đều không thở nổi cái này rất giống có một bàn tay vô hình nắm tất cả mọi người cái cổ đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều không thể thở dốc vào lúc này tứ phương thiếu chủ từ mặt đất nét mặt chậm rãi đứng lên hắn ánh mắt dữ tợn mang theo thù hận khóe miệng có máu tươi chảy dưới tiểu tử ta ngươi trở lại nhất chiến tứ phương thiếu chủ lạnh giọng nói sắc mặt dữ tợn có khí tức kinh khủng xung thiên trở lại đánh một trận tần trần cười đúng bản thiếu chủ trước cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực ta còn không có bại Tứ Phương thiếu chủ giận dữ hét: "Cũng không thi triển ra toàn bộ thực lực. Ngươi không tin?" Tứ Phương thiếu chủ sắc mặt khó coi, "Ban nãy, bản thiếu chủ chỉ là sơ xuất. hiện tại, bản thiếu chủ nếu đánh với ngươi một trận, giữa chúng ta đại chiến còn chưa kết thúc." Ầm. Tứ Phương thiếu chủ trên thân, một cổ khủng bố siêu thoát khí tức dũng động. Từng đạo đáng sợ siêu thoát khí tức, theo trong thân thể hắn ầm ầm trực tiếp phóng lên cao một cái chớp mắt, tại ám u phủ bầu trời tạo thành nhất đạo khủng bố vòng xoáy, vô tận vũ trụ hải bản nguyên theo bốn phương tám hướng dũng động tới, nửa quán trú hướng tứ phương thiếu chủ. Siêu thoát lực Tứ phương thiếu chủ đây là Muốn mạnh mẽ đột phá siêu thoát cảnh giới Nghe đồng tứ phương thiếu chủ đã sớm có thể đột phá siêu thoát cảnh giới, chỉ là liên tục hạn chế bản thân tu vi, chẳng lẽ hắn hiện tại muốn mạnh mẽ đột phá? Vâng, chỉ cần tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát cảnh giới, diệt sát tầng trần, vẫn không phải là dễ. Đây là tự nhiên, bất quá ta sinh thời, dĩ nhiên có thể thấy có người đột phá siêu thoát cảnh giới, quá khó được, ngàn vạn không thể bỏ qua. Tại tràng rất nhiều các cường giả đều trợn to hai mắt, trong lòng dừng lại một chút gào thét. Siêu thoát Đại biểu siêu việt vũ trụ hải trói buộc, thành tựu chân chính nhân vật hàng đầu. Tuy là ám u phủ siêu thoát cao thủ cũng không phải là lác đác không có mấy, ở đây rất nhiều thiên tài các đời trước thật chính là siêu thoát cao thủ, nhưng mặc dù chính là Lý Long mấy người cũng chưa từng thấy qua có người trực tiếp đột phá siêu thoát cảnh giới. Dù sao, cái này quá khó được. Nhưng hôm nay, tứ phương thiếu chủ đúng là tại trước mặt mọi người trực tiếp đột phá siêu thoát cảnh giới, như vậy cảnh tượng, tức khắc làm cho tất cả mọi người đều trở nên hưng phấn nếu là có thể thấy được tứ phương thiếu chủ đột phá siêu thoát toàn bộ quá trình vậy thì đối với bọn họ bước vào siêu thoát cảnh giới cũng có thật lớn ích lợi mọi người đều trợn to hai mắt không muốn bỏ qua một chút a à, lúc này tứ phương thiếu chủ gào thét cả người huyết mạch dũng động vô tận lực lượng đang hướng phía trong thân thể hắn dũng động đột phá siêu thoát đối diện tần trần cũng nheo mắt lại ngưng thần nhìn về phía tứ phương thiếu chủ nói thật mặc dù là tứ phương thiếu chủ thật đột phá siêu thoát cảnh giới hắn cũng có chắc chắn nghiền ép đối phương mấu chốt là đối phương đột phá quá trình đối với tầng trần mà nói cũng có không nhỏ giúp đỡ dù sao hắn còn chưa từng thấy qua có siêu thoát cao thủ đột phá đây các hạ đã muốn đột phá bản thiếu sẽ chờ ở đây một vẻ tốt bất quá theo bản thiếu ngươi chính là đột phá cũng không phải bản thiếu đối thủ, siêu thoát cao thủ, theo bản thiếu, cũng không gì hơn cái này. Tần Trần từ tốn nói, chấp hai tay sau lưng, phản phất căn bản không đem cố gắng đột phá tứ phương thiếu chủ nhìn ở trong mắt. Ngươi Khiến tứ phương thiếu chủ càng thêm tức giận, khí sắc đỏ lên, tâm trạng ba động, không cách nào tự ức. Mà Lý Long mấy người cũng là ngẩn người, không biết nên nói Tần Trần tự tin vẫn là kiêu ngạo tốt. Hừ, các hạ khó tránh cũng quá tự cao một ít. Đúng lúc này, nhất đạo tiếng hừ lạnh bỗng nhiên vang lên. Ầm ầm. Sau một khắc, một cổ kinh người khí tức dũng động, theo vô tận ở chân trời, đột nhiên xuất hiện một đạo thân ảnh, đạo thân ảnh này vừa xuất hiện, vô biên âm vân liền dũng động tới, tạo thành nhất đạo khủng bố phong bạo. Tứ phương thiếu chủ, dừng tay. Này một đạo thân ảnh vừa xuất hiện, liền cấp tốc đi tới tứ phương thiếu chủ đỉnh đầu hướng về phía tứ phương thiếu chủ trong giây lát một chưởng áp xuống vù vù khủng bố siêu thoát lực dũng động trong nháy mắt bao phủ lại tứ phương thiếu chủ đem hắn trong cơ thể dũng động huyết khí cứng trắng trấn áp xuống cổ chiến thần tôn là cổ chiến thần tôn đại nhân rất nhiều cao thủ đều kinh hô lên người tới chính là ám u phủ một cái siêu thoát cao thủ cổ chiến Người này, cùng tứ phương thiếu chủ phụ thân tứ phương thần tôn quan hệ hợp ý nhau, thân như huynh đệ. Cổ chiến sư thúc Tứ phương thiếu chủ huyết khí trong cơ thể trong nháy mắt thu lại, kích động nhìn người đến. Tứ phương, người cố ý áp chế tu vi, hát có thể bởi vì nhất thời nghĩa khí, ở chỗ này mạnh mẽ đột phá. Cổ chiến thần tôn trách cứ nhìn tứ phương thiếu chủ, ánh mắt trong có thân thiết, người có biết, người nếu là ở này mạnh mẽ đột phá, Ngươi từng có chỗ bỏ ra toàn bộ, đều muốn thất bại trong gan tất, nếu như thành công đột phá còn tốt, những mục khi đột phá thất bại, ngươi cả đời đều muốn không cách nào bước vào siêu thoát cảnh giới, thành tranh nhất thời nghĩa khí, ngươi cảm thấy đáng giá không? Cổ chiến thần tôn lắc đầu. Ta. À, tứ phương thiếu chủ khí sắc xấu hổ. Trong lòng sợ. Xác định, hắn ban nảy khí huyết phía trên. Tuy là hắn áp chế tu vi nhiều năm, nhưng mà siêu thoát cảnh giới như thế nào dễ dàng như vậy đột phá, chớ nhìn hắn trước uy phong lẫm lẫm, nhưng ở ban nãy cái loại này vội vàng dưới tình huống, hắn đột phá siêu thoát cảnh giới khả năng, phỏng chừng không đến hai thành. Thậm chí, hôm nay hắn, liền đều đã có chút bản nguyên bị tổn thương. Đa tạ cổ chiến sư thúc nhắc nhở. Tứ phương thiếu chủ sợ hãi nói. Ngươi có thể nhận thức đến vấn đề là tốt rồi. Cổ Chiến Thần Tôn gật đầu, nam nhân không sợ thất bại, nhưng tuyệt không thể bởi vì thất bại mà ván đầu não. Nói xong, Cổ Chiến Thần Tôn quay đầu lạnh lùng nhìn về phía Tần Trần. "Tiểu tử, ngươi một ngoại nhân, là ai cho ngươi lòng can đảm tại ta Ám U phủ dương oai?" Cổ Chiến Thần Tôn dứt lời, trong con mắt đột nhiên nổ bắn ra tới tàn khốc, đại thủ hướng Tần Trần hung hãn vồ bắt mà tới. Ầm ầm một cái bàn tay to lớn phù thiên đất, giống như thiên thần chi thủ, ô mà tới. Một tiếng vang ầm ầm. Lúc này trong thiên địa, đột nhiên dũng động đi ra một cổ khí tức kinh khủng, một cái mênh mông bàn tay hiện lên thiên địa, giống như thiên thần lộ ra bàn tay, hướng về phía trước mặt tầng trần hung hăng trảo nhíp tới. Kinh thiên siêu thoát khí tức trong nháy mắt xung thiên, tạo thành cuồn cuộn biển gầm, cuồn cuộn thiên địa, bao phủ mà tới mà xuất thủ cổ chiến thần tôn thì ánh mắt lạnh lùng nhìn tần trần, tựa như nhìn một con dung dế, muốn đem hắn hung hăng trấn áp. Hắn thật có như vậy tức. Thân làm ám u phủ siêu thoát, cổ chiến thần tôn một thân thần thông kinh người, trải qua rất nhiều đại chiến, tuy là tần trần thiên phú kinh người, nhưng hắn há lại sẽ lưu ý đối phương. Ở trong mắt cổ chiến thần tôn, bất luận là tần trần, vẫn là tứ phương thiếu chủ, đều chỉ là một tiểu bối mà thôi. Trời ạ. À. Cổ chiến thần Tôn đại nhân xuất thủ, đây là muốn thay tứ phương thiếu chủ xuất đầu sao? A, à, cổ chiến thần Tôn đại nhân xuất thủ, tiểu tử này triệt để xong. Lấy cổ chiến thần Tôn đại nhân thực lực, một chiêu dưới, mặc cho người này thiên tư cao hơn nữa, cũng khó thoát khỏi cái chết. Lúc này trên sân, tất cả mọi người điên cuồng rống to, ánh mắt trừng tròn xoe, dừng lại một chút. Đặc biệt Lý Long đám người càng là kích động cả người run rẩy. Tuy là tứ phương thiếu chủ một thân thần thông kinh người, có thể nói nửa bước siêu thoát vô địch, thậm chí công kích có thể đạt đến siêu thoát chi uy, nhưng hắn dù sao không phải là chân chính siêu thoát, cùng cổ chiến thần tôn như vậy siêu thoát cao thủ so sánh kém quá xa. Cổ chiến thần tôn mới là chân chính siêu thoát cường giả, một thân tu vi thông thiên, một chiêu dưới, chỉ cần là siêu thoát phía dưới cao thủ, căn bản không ai có thể ngăn cản. Trước mắt bao người, Cổ Chiến thần Tôn công kích, trong nháy mắt đi tới tầng trần phía trước. Một bên Lý quản sự thấy thế, khí sắc chợt đại biến, hắn bước chân dừng lại, vội vàng tiến lên, hiển nhiên là muốn xuất thủ ngăn trở. Lúc này, ám u phủ chỗ sâu, thấy Cổ Chiến thần Tôn dĩ nhiên đối với tầng trần động thủ, phương mộ lăng khí sắc tức khắc thay đổi. Này Cổ Chiến thần Tôn, quá phận. Phương Mộ Lăng tức giận nói: "Thân làm siêu thoát cao thủ, dĩ nhiên đối với tầng trần một cái như vậy vãn bối động thủ, còn muốn mặc sao?" "Phụ thân, ngươi còn không mau nhanh để cho hắn dừng tay." Phương Mộ Lăng nhìn liền hướng Ám U phủ chủ, lo lắng nói: "Lăng nhi, ngươi đừng gấp gáp, vi phụ sẽ không để cho bằng hữu ngươi có chuyện." Ám U phủ chủ cũng lơ đễnh, ngược lại là mỉm cười mở miệng: Phương Mộ Lăng còn muốn nói điều gì, lại bị đảng ma thần tôn thoáng cái ngăn lại. Tiểu tỷ, phủ chủ đại nhân hắn tự có chừng mực, với lại, lấy cổ chiến thần tôn thực lực, không hẳn có thể thương tổn được tầng thiếu hiệp, phủ chủ đại nhân sở dĩ không có ngăn cản, chắc cũng là có ý hắn. Đảng ma thần tôn ngay lập tức truyền âm cho Phương Mộ Lăng. Phương Mộ Lăng ngẩn ra, cũng bừng tỉnh qua đến, thần sắc cũng là khôi phục đạm định thấy phương mộ lăng cùng đảng ma thần tôn bình tĩnh như thế bộ dáng, còn muốn nói điều gì ám u phủ chủ tức khắc dũng động một chút hiếu kỳ, hắn mắt sáng lên, trong nháy mắt hướng chiến trường trên chỗ kia truyền âm đi. Trên chiến trường, Lý quản sự dĩ nhiên tiếp cận tầng Trần, tại hắn chuẩn bị xuất thủ ngăn trở lúc, Lý quản sự lỗ tai bỗng nhiên động động, tự hồ nghe được cái gì truyền âm, thần sắc ngẩn ra, ngay sau đó nguyên bản bước ra đi cước bộ thoáng cái dừng lại, trong nháy mắt thu lại ầm ầm. Cổ chiến thần tôn bàn tay dĩ nhiên hàng lâm, bàn tay này vô cùng thật lớn, đen như mực, nguy nga vô biên, như là thiên thần thủ trưởng, đem bốn phía không gian đều nhiễm phải thành kia mảnh hắc sắc, khí thế bàn bạc, giống như thiên hà cuốn ngược, bả tất cả mọi người. Đều bức bách phải liên tiếp lui về phía sau, quả thực là không cách nào hình dung vĩ ngạn. Mặc độ cổ chiến thần tôn như thế cường thế một kích, tầng trần trên mặt cũng không có kinh sắc, Ngược lại là khóe miệng phát họa một chút trào phúng. Đường đường ám u phủ chính là như vậy ý lớn hiếp nhỏ sao? Đánh nhỏ tới già, thật sự là quá làm cho bản thiếu thất vọng. Giọng nói rơi xuống, tần trần thần sắc không thay đổi, hắn chợt vừa sải bước ra, một cổ vô hình lực lượng bản nguyên đột nhiên theo trong thân thể hắn bột phát ra. Ầm. Uhm. Này một cổ lực lượng bản nguyên xuất hiện, thiên địa biến sắc tần trần trong thân thể bộc phát ra cuồn cuộn khí tức, có khí thôn sơn hà phong thái, vô tận lực lượng bản nguyên trong nháy mắt quán trú quanh người hắn, sau cùng hội tụ đến trong tay phải hắn, ở đó cổ chiến thần tôn công kích rơi xuống trong nháy mắt, đấm ra một quyền. ầm ầm Tần trần nắm đấm cùng cổ chiến thần tôn công kích trong nháy mắt đụng vào nhau, dẫn bạo kinh thiên nổ vang. Làm cho không người nào có thể tưởng tượng vĩ nạn lực lượng cuồn cuộn ra, một tiếng vang ầm ầm, vô biên khí tức sôi trào, cả hư không đều giống như tinh hải bạo loạn. Nhất đạo rất cường liệt thần quang, kèm theo thật lớn đổ vang, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Không được, mau lui lại. Tiểu tử này điên sao? Dám cùng cổ chiến thần tôn đại nhân cứng đối cứng, thật sự là không biết sống chết. Nếu như hắn toàn lực phòng thủ, có lẽ còn có sống sót khả năng, nhưng hắn dĩ nhiên không lùi mà tiến tới hắn cho là mình là ai có thể cùng cổ chiến thần tôn đại nhân gọi nhịp nhất định chết người này lần này nhất định chết khủng bố trùng kích trong mọi người điên cuồng lui lại ào ào gào thét ở trong mắt bọn hắn tần trần căn bản là một cái không biết sống chết ngu ngốc làm như thế căn bản là tự tìm cái chết không tốt một bên lý quản sự cũng là kinh hô thành tiếng hắn vạn lần không ngờ tần trần vậy mà sẽ không chút nào tránh né với lại mạnh mẽ xuất thủ đây không phải là tự tìm cái chết là cái gì lý quản sự nôn nóng dưới thân hình trong nháy mắt xông vào trùng kích trong thế mà sau một khắc hắn biểu tình phúc chốc ngưng kết vô biên trùng kích cấp tốc tán đi chỉ thấy mênh mông trùng kích trong một đạo thân ảnh vững như bàn thạch vậy sừng sững ở đó trấn áp vạn cổ chính là tần trần lúc này tần trần thân thể vĩ ngạn, tại cổ chiến thần tôn một quyền này dưới, không phát hiện chút tổn hao nào, cả người cao ngất như kiếm. Thân hắn ảnh tay áo phiêu phiêu, giống như một thanh kiếm sắc sung thiên, đứng ngạo nghễ trong thiên địa, cho người ta một loại vạn cổ vô địch cảm giác. Dĩ nhiên một điểm cũng không có. Chuyện này, làm sao có thể chứ? Toàn bộ thấy như vậy một màn cường giả, đều là há to mồm đi, quả thực có thể tác hạ một cái đà điểu trứng con người đều nhanh muốn trừng bạo ta đây là mắt hỏng sao không ít người không khỏi điên cuồng dụi mắt một cái nửa bước siêu thoát võ giả đối mặt cổ chiến thần tôn như vậy cao thủ mục đích dĩ nhiên có thể không phát hiện chút tổn hao nào sừng sững bất động quả thực như là giống như nằm mơ tự liền tứ phương thiếu chủ cũng là mặt kinh hãi khó có thể tin đường đường ám u phủ chủ siêu thoát, cũng không gì hơn cái này. Tần Trần xem thường nói: "Tiểu tử, ngươi chọc giận ta." Ầm. Cổ Chiến thần Tôn thần sắc tức giận, trên người hắn trong nháy mắt lao ra vô tận chiến ý, chiến ý cuồn cuộn, xông thẳng tới chân trời, khuấy động sóng gió bốn phương tám hướng. Ầm ầm. Hắn nhảy tới trước một bước, chính là hướng về phía Tần Trần lại ra tay nữa, một quyền dưới ngôi sao cuốn ngược hư không trực tiếp rung động lên tạo thành khủng bố phong bạo giờ này khắc này hắn hiển nhiên là động thật nộ một quyền dưới uy lực tăng gấp bội dừng tay này lý quản sự cuối cùng động trong nháy mắt đi tới tầng trần trước người đem cổ chiến thần tôn một quyền này cho kế tiếp ầm uhm. vô biên lực lượng tản mát làm cho chung quanh mọi người lần thứ hai lùi lại sắc mặt trắng bệch thần sắc hoảng sợ. Lý quản sự, ngươi nghĩ ngăn trở ta. Cổ Chiến thần Tôn thấy ngăn trở người mình là ai sao, khí sắc tức khắc trầm xuống. Cổ Chiến thần Tôn, đủ, thân làm siêu thoát cao thủ, đối với một cái tiểu bối hai lần xuất thủ, khó tránh khỏi có chút không nói được. Lý quản sự trầm giọng nói, không sợ chút nào. Không nói được. Hừ, người này nhục ta ám u phủ, bản tọa sở dĩ xuất thủ không hề chỉ là vì thay tứ phương xuất đầu, càng là vì ta ám u phủ thanh uy, chẳng lẽ cái này cũng sai? cổ chiến thần tôn lạnh giọng nói, không khỏi nhảy tới trước một bước. ầm! Uhm. trên người hắn có khí tức kinh cũng sao động, phóng lên cao, nhục ngươi ám u phủ. Tần trần cười, lúc đầu ám u phủ thanh uy chính là ta ỷ lớn hiếp nhỏ tới lấy được, lợi hại, lợi hại. Lý quản sự cũng sầm mặt lại, nói, bất kể như thế nào, ngươi thân là ta ám u phủ siêu thoát, sao có thể đối với một cái vãn bối hành động, truyền đi, còn thể thống gì? Vãn bối Cổ chiến thần tôn cười lạnh một tiếng, Lý quản sự, người này không rõ lai lịch, ai biết hắn và khắc một ít thế gia có quan hệ hay không, có phải hay không có âm mưu gì? Huống chi, hắn đối với tứ phương thiếu chủ hạ như vậy độc thủ, bản tọa làm như thế, chẳng qua là thực hiện điều tra nghĩa vụ thôi cổ chiến thần tôn vừa nói mặt bên từng bước một tiếng về phía trước cả người dũng động sát cơ lý quản sự ngươi tránh ra yên tâm bản tọa đem hắn bắt chỉ là điều tra thân phận của hắn nếu như hắn không có vấn đề bản tọa tự nhiên sẽ đem hắn buông ra tuyệt sẽ không để cho ngươi khó xử cổ chiến thần tôn hung hăng đằng đằng sát khí đối với tứ phương thiếu chủ hạ độc thủ Ha ha ha, các hạ còn có mặt mũi nói. Đúng lúc này, Tần Trần bỗng nhiên mở miệng, thân hình hắn bước lên trước, nhìn bốn phía, lạnh lùng dễu cực nói, tại không có tới ám U Phủ trước, bản thiếu hướng về phía ám U Phủ vẫn còn có chút chờ mong, dù sao ám U Phủ được xưng nam thập tam tinh vực tối đỉnh cấp thế lực một trong. Có thể đến sau, là quá để cho bản thiếu thất vọng. Tần Trần ánh mắt sắc bén, giống như kiếm khí nổ bắn ra bản thiếu chính là chịu các ngươi ám u phủ phương mộ lăng đại tiểu thư mời tới ám u phủ làm khách có thể các ngươi ám u phủ đây lại là thế nào đối với bản thiếu tần trần cười nhạt nhìn lý long đám người đầu tiên là những cái gọi là ám u phủ thiên kiêu trực tiếp xuất hiện ngăn trở muốn cho bản thiếu lăng đi nơi đây đây cũng thôi bản thiếu không đi bọn họ càng là phải dùng võ lực xua đuổi bản thiếu chẳng lẽ các ngươi ám u phủ chính là chỗ này sao đối đãi khách nhân sao thấy bản thiếu không muốn rời khỏi những cái gọi là thiên kiêu chính là muốn cùng bản thiếu động thủ còn mỹ danh viết luận bàn buồn cười có như vậy luận bàn chi pháp sao bản thiếu nhớ tới phương mộ lăng tiểu tỷ tình nghĩa chính là chịu này lăng nhục cũng nhớ kỹ xuất thủ phân tất bất luận là lý long vẫn là này tứ phương thiếu chủ bản thiếu đều cũng không hạ sát thủ trực tiếp đánh lui bọn họ mà thôi nhưng bọn họ đây. Tần Trần mặt lộ cười nhạo, đánh nhỏ, và đến, cái gì của chiến thần tôn càng là cho bản thiếu theo một tên gian tế danh tiếng, chẳng lẽ đường đường ám u phủ chính là như vậy đối đãi khách nhân sao? ầm um. Nói đến đây, Tần Trần trên thân trong nháy mắt vọt lên nhất đạo khí tức kinh khủng, trực tiếp rung động tứ phương hư không? Hắn lạnh lùng nhìn của chiến thần tôn, thân thể cao ngất, ngạo nghễ nói, hôm nay, Bản thiếu liền đứng ở chỗ này, nếu các ngươi ám u phủ có bất kỳ người không phục, một mực đi lên, bản thiếu đều tiếp được, ta quản ngươi cái gì siêu thoát không siêu thoát, hôm nay bản thiếu cuối cùng lực chiến. Đến. Tới chiến. Tần Trần gầm thét, chiến ý xung thiên, khủng bố chiến ý giống như tinh khí lang yên, thẳng thủng trời cao, trung động thiên địa. Chuyện này, nghe được Tần Trần nói tới, ở đây mọi người sắc mặt đều khó xem từng cái sắc mặt xấu hổ. Xác định, chỉ cần là giải khai lần này tranh đấu người, tự nhiên biết rõ tiền căn hậu quả, cũng rõ ràng tứ phương thiếu chủ tại sao lại cùng tần trần nổi lên va chạm. Cái gì gian tế, cái gì điều tra, cũng chỉ là ngụy trang mà thôi. Nguyên nhân thực sự là Tần Trần chính là phương mộ lăng đại tiểu thư mang về nam nhân, tứ phương thiếu chủ không cho phép bất luận kẻ nào tiếp cận phương mộ lăng mà thôi. Nói thật, Nam nhân trong tranh giành tình nhân, đó là không thể bình thường hơn được sự tình, mãi cho đến tứ phương thiếu chủ xuất thủ, cũng không có không gì đáng trách, chỉ có thể nói là tứ phương thiếu chủ khí lượng có chút nhỏ thôi. Nam nhân thành nữ nhân, song quan giận dữ vì hồng nhan, chuyện này còn ít sao? Có thể cổ chiến thần Tôn vừa ra tay, sự tình tính chất biến. Cổ chiến thần Tôn chính là siêu thoát cấp cao thủ, là cường giả tiền bối, nhưng hắn vẫn hung hăng Liên tục nhằm vào tầng trần Về mặt thân phận đã nhưng có vấn đề Như vậy sự tình nếu như truyền đi Bọn họ ám u phủ sau này Nhất định sẽ trở thành nam thập tam Tinh vực rất nhiều thế lực Trong miệng trò cười Quả nhiên Cổ chiến thần tôn mặt biến sắc Người này đây là muốn đem hắn Đóng vào sĩ nhục trụ lên A Tiểu tử Ngươi đừng vội nói bậy Cổ chiến thần tôn gầm lên một tiếng Cất bước về phía trước trong thân thể một cổ khủng bố siêu thoát khí tức đột nhiên bột phát ra, hung hăng trấn áp hướng Tần Trần. Ầm. Uhm. Khủng bố siêu thoát khí tức giống như đại dương bao la, trong nháy mắt trấn áp tại tầng Trần trên thân, giống như một vạn tòa núi lớn, cắt cao đè xuống, muốn đem Tần Trần cứ như vậy đè nát ra. Nhưng mà Tần Trần thân hình cũng sừng sững bất động, giống như tinh không bàn thạch, sừng sững nơi đây, như núi bất động. Cổ chiến dừng tay, Lý quản sự thân hình thoát một cái, vội vàng ngăn ở tầng trần trước người, quanh, cái kia gầy yếu thân thể, như là ẩn chứa có vô cùng lực lượng một dạng, ngay lập tức sẽ đem cổ chiến thần tôn siêu thoát khí tức chợt ngăn cản đến. Lý quản sự, ở đây không có việc của ngươi, ngươi tránh ra cho ta. Cổ chiến thần tôn vẫn nộ quát, bằng không, liền đừng trách ta cổ chiến không khách khí. Nói xong, hắn vung tay lên, sẽ đối với lý quản sự quét ngang tới tại cổ chiến thần tôn xuất thủ trong nháy mắt lý quản sự vẫn đục trong con ngươi đột nhiên thoáng qua một chút tinh mang cái kia khô gầy uể oải thân thể trong nháy mắt sẽ bạo phát dựng lên mà đúng lúc này cổ chiến lui ra nhất đạo quát lạnh tiếng tại vô tận bầu trời vang tới đến từ ám u phủ chỗ sâu chỗ kia không gian là phủ chủ đại nhân phủ chủ đại nhân mở miệng ở đây mọi người thần sắc ào ào đại biến, vội vàng hướng về phía xa xa hư không cung kính hành lễ. Phủ chủ đại nhân Cổ chiến khí sắc cũng thay đổi, vội vàng mở miệng muốn giải thích, nhưng lại trực tiếp bị cắt đứt, cổ chiến, cũng chớ nói gì, người này, chính là mộ lăng mang về bằng hữu, chính là ta ám u phủ khách nhân, ngươi làm như thế, chẳng lẽ là muốn cho ta ám u phủ khinh thường thấp cả nam thập tam tinh vực sao? Phủ chủ đại nhân, ta được, đừng nói, ngươi lui ra đi, bản tọa không muốn nhìn thấy như vậy sự tình có nữa xảy ra. Ngươi chính là ta Ám U phủ siêu thoát, mỗi tiếng nói cử động đều đại biểu ta Ám U phủ hình tượng, há có thể ức hiếp như vậy vãng bối. Truyền đi, còn tưởng rằng ta Ám U phủ không hiểu lễ nghi đây. Thanh âm này truyền đến, mang theo một chút lạnh lùng tức giận. Phải. Cổ Chiến sắc mặt biến đổi một cái, cuối cùng vẫn là không dám bác bỏ, chỉ có thể cung kính hành lễ nói, chỉ là hắn chỗ sâu trong con ngươi, cũng thoáng qua một chút không cam lòng cùng tức giận. Tần Tiểu Hữu, chuyện này là ta ám u phủ chiêu đãi không chu đáo, xin thỉnh bao dung. Lúc này, ám u phủ chủ thanh âm lần thứ hai truyền đến, "Lý lão, ngươi mang Tần Tiểu Hữu tới gặp ta." "Vâng, phủ chủ đại nhân." Lý quản sự lúc này hành lễ, mà một giọng nói cũng trong nháy mắt tiêu thất ở trong thiên địa. Tần thiếu hiệp, thỉnh. Lý quản sự vội vàng hướng về phía tần trần làm thỉnh thủ thế. Tần trần hướng về phía lý quản sự chắp tay một cái, đi về phía trước, cùng lý quản sự hai người dần dần biến mất tại trong tầm mắt mọi người. Video đến đây là hết nếu bạn thấy hay nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.